cho mọi người có điện thoại coi like đi. Xe nha. Thôi, hai dây gì đó. Tên này đó. Ai mấy chị? Rồi ai lấy thảo chấm một cái giùm em nha. Giờ mạng nhà em nó cũng từ đất hở đến lúc thì nó muốn hiện nó hiện, lúc nó muốn không nó không mà. Em sẽ không thấy được bình luận của mấy chị nên cố gắng tương tác. Ví dụ đây 24 người xem, ở đây mới vẫn không người xem. Hey, nó bị điên rồi, nó bị điên rồi. Rồi em thấy chị Diễm thấy đó, chị Trâm Quỳnh nè. Đó bây giờ thắt ra vô lại thì thấy nè. Bên kia vẫn chưa thấy. Chị Trâm Quỳnh nè, chị Minh Trang Võ em thấy nè. Rồi Jenny Ngô nè, chị Giang Kiều em thấy nè. Để em thắt ra thêm một lần nữa coi nó có chạy vô không. À, hello mấy chị, hello chị Kiều Trang, hello chị Thu Thủy nè. Rồi chị Kiều Loan nè. Rồi em thấy bây giờ nó mới hiện nè, nhưng mà phải thắt ra vô lại nó mới hiện. Cổ tâm lắm luôn á, giờ không biết lý do bị cái gì nữa. Em không biết do mạng nhà em hay là do như thế nào. Giờ sửa hết rồi, lắp thêm mạng mới rồi, cũng không xong luôn. Thôi kệ nó ha mấy chị ha, mình đành thi theo số phận. Ủa có đem gáy qua chưa? À bây giờ chị em nào thấy được Thảo chấm một em một cái để em biết đường em mò nha mấy chị ha. Để em biết là nó có tương tác hay không, nó có hiện được comment hay không. Ở bên máy bển nó có chạy không? Dòng mặt đi nè. Mấy con anh có chạy không? Hả? Mấy con á có chạy không? Mấy bên đây đưa rồi. Lên vậy tớ Phạm Nguyễn. Ờ tớ Phạm Nguyễn nó đứng im rồi. Rồi bây giờ tặng quà cho mấy chị đây, được chưa? À, cái gì? À, nghĩ cái đầm này hôm nay hả? Rồi, không biết tự nhiên bữa nay sao em sung sung em lại em lấy cái đầm này dùng vào mặt nó xấu quá. Tại vì giờ nó lòi đủ thứ ra rồi nhưng mà thôi kệ nó, lâu lâu làm người mẫu một bữa ha mấy chị ha. À, chứ để bị phân bì quá hả? Tàu Nam hôm nay là thôi tuyệt vời. Rồi, chị em nào vào xe livestream rồi em Thảo bắt đầu tặng quà cho mấy chị được chưa? Giờ em tặng cho mấy chị gì? Tặng cho mấy chị một cái đồ kẹp tóc trước đi. Em thấy ở đây có hai đồ kẹp tóc thì em tặng trước đi. Rồi ở đây em nhìn thấy được có hai đồ kẹp tóc. Comment giùm em tặng cột tóc đi mấy chị. Em đọc vô phần quà luôn cho nó nhanh nha mấy chị ha. Ờ, mạng kỳ dạ em biết rồi. Nhưng mà bây giờ thì mình phải theo nó thôi. Chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Điện thoại thì em cũng lấy điện thoại cá nhân của em sử dụng luôn rồi. Em không thay đổi được cái gì hết trơn á. Mạng thì em cũng lắp mạng mới luôn rồi. Nhà em bây giờ wifi nhiều hơn em người làm á mấy chị. Nhiều lắm 4-5 cái wifi lận. Ở bên đây hai cái, bên kia hai, bên đây ba cái à, bên đây ba cái, bên kia hai cái, 5 cái rồi. Rồi tặng kẹp tóc cho chị nào xe livestream. Đây, bắt đầu em đọc nha mấy chị ha. Rồi em chào chị Tuyết Quỳnh nè, em tặng cột tóc cho chị Huyền Trân. Rồi ok, có xe là phanh cứng rồi khỏi nói rồi. Nè Huyền Trân một cái ok. Rồi tặng tiếp rồi cột tóc nha mấy chị ha. Em thấy cái gì em tặng cái đó cho nó nhanh, ngay cái tay em cái đã. Đó. Ôi xin tính. Trời vẫn còn làm mẫu được chứ bộ nha. Mấy chị nghĩ tưởng tượng đi, một cái đầm mà con bầu nó mặc được thì mấy chị nghĩ đi. Tại cái phần dây này nó cột theo eo của mỗi người. Cái đầm này thì nó sang, mấy chị nào mà đi du lịch á thì mua. Rồi xong chưa? Tặng tiếp quạt tóc cho chị Lương Thị Minh Thùy đi. Rồi tặng, em cứ nhìn đại em thấy ai hiện lên là em chạy thôi. Gộp đơn với ngày hôm qua. Rồi em tặng cho một chị mua chai nước màu này với giá là 9k được chưa? Rồi comment giùm em nước màu 9k cho một chị. Thì xung quanh em bây giờ có gì là em bật cái đó thôi ha. Có áo nam, áo ní, có quần đá, quần điếc gì đó. Đầu livestream ha mấy chị, kiếm cái gì cho nó có tinh thần một tí. Dục cái nữa. Rồi. Dục cái gì thì lấy cái khác đi. Ơi, xong chưa? Comment giùm em nước màu 9k cho chị nào xe livestream. Xong để em đi kiếm cái gì nữa cho trong cái rổ này nó có cái gì không? Nước màu 9k, nước màu 9k, nước màu 9k. Ê, nước màu dừa Bến Tre nha mấy bà nha. Nha nha nha, tặng kẹp tóc xong rồi, để em đi lấy cái khác cho. Rồi, nước màu 9k để em kiếm ai em tặng em đặt lại đây. Chị Bích Thủy nè, có xe livestream nè. Rồi, Bích Thủy một em nè. Rồi, xong rồi bây giờ tặng chai dầu à. Một chai rượu xoa bóp. Chai rượu xoa bóp 19.000. Comment giùm em rượu 19.000 cho một chị. Như vậy rất công bằng đúng không? Có xe livestream là có phần quà. Rồi, comment giùm em là rượu xoa bóp 19.000.
Rồi cái này dục lã bể đó. Rồi rượu sao bớt một chai nè, 19.000 để đặt tên cho ai đây. Rồi lên một chai nước rửa tay. Nước rửa tay rất cần cho mùa này ha. Rồi rượu 19 mấy chị cứ comment đi. Em Thảo nhìn nghiếu qua đây thấy ai là em hút người đó liền. Nước màu có 9 rồi. Rượu 19. Rượu 19 em để chị Lê Na. Đó em qua đây thấy người chia sẻ tiếp theo ạ. 29.000 chai nước rửa tay hàng công ty cho mấy chị nước rửa tay khô nhớ giùm em nhé. Nước rửa tay diệt khuẩn rồi comment liền cho em Thảo nè. Nước rửa tay bao nhiêu? Rồi chụp nhanh nước rửa tay để em Thảo đọc tên. Đợi em Thảo xíu mấy chị ha, rượu 19 xong rồi. Rồi đó nước rửa tay bao nhiêu để em Thảo đọc tên. Xong chưa? Bây giờ em vô. Rồi tặng mấy chị cái hàng này. Hốt hàng vô đây đi, mấy đứa hốt hàng vô đây cho chị đi. Đó hàng đi nãy giờ chị chỉ á, phân hàng xong rồi. Nước rửa tay 29.000 là tặng đại cho chị Tê Hằng luôn. Ok, có xe live stream. Rồi cái này lại tặng tiếp nè. Rồi một cái quần ống rộng. Một cái quần ống rộng 60kg đổ về. Nhìn sự tha thứ của nó đi ạ. Rồi tiếp theo em Thảo sẽ tặng cho chị nào xe live stream quyến đấm này. Có xe là có tặng 25.000 cho chị nào xe live stream cho em Thảo được chưa. Cái này tặng được nhiều nè. 25.000 một cái quần ống rộng. Hôm nay có áo sơ mi rẻ rẻ mà đẹp lắm luôn. Mấy chị hàng siêu thị thanh lý cho em. Đó em được mấy cái lò đó cứ 1 tháng 2 tháng là em có một lô thanh lý cho mấy chị. Sướng đời cực kỳ luôn. Rồi quần hello. Rồi lúc quần 25 chị Lê Trúc nè. Có xe live stream là có. Quần 25 chị Huyền Trân nè. Quần 25 cho chị Nguyễn Huyền nè. Quần 25 chị Lê Nhiễm nè. Quần 25 là cho chị Bích Thủy nè. Rồi quần 25 chị Bích Thủy nè. Rồi một quận ngưỡng cái mấy máy chia ra chứ. Rồi chị Nhi Nguyễn nè. Rồi đâu rồi Trần Diệu Anh nè. 25 cho Thảo Phương. Thảo Phương nè. 25 cho Hồng Anh. Hồng Anh nè. Thiện Phát. Thiện Phát nè. Có xe có quà. Võ Thị Lài. Võ Thị Lài nè. Diêm Thái. Diêm Thái nè. Có xe là có quà thôi ha. Nhưng mà không xe không được nha. Rồi mà quá nhiều người comment lên rồi. Rồi thấy xong nhân thấy bình thường hả? Cứ comment thôi. Xong chưa? 371 lượt xe, 372 lượt xe. Rồi đọc tiếp quân đi. Rồi Trâm Huỳnh nè. Hoài Ngọc nè. Phương Sa. Phương Sa nè. Còn 25 cho chị Uyên Phương. Rồi ok, Uyên Phương hết hàng. Tiếp theo, giờ em thấy cục gì là em quất cục đó nha. Rồi kế tiếp, trời ơi bao nhiêu người xem mấy em nó cứ hiện 229 hoài, nó hiện cũng số khác vậy. Đẹp quá chị hả? Vậy thì chia sẻ live stream để ủng hộ Thảo nha. Rồi tiếp theo thưa đồng bào nhà mình ơi. Cái quần 95.000 đúng không? Nhận ra rồi gì? 62kg mặc cũng vừa đúng không? Quần đá đúng không? Tặng cho mấy chị 75.000 giá sỉ. Lẻ 95.000, sỉ 75.000, giờ bán 75.000. Không có lần thứ hai đâu nha mấy chị nha. Rồi comment giùm em Thảo quần. Em được có nhiêu đây thôi, quần 75. Quần nách ninh đá nha mấy chị. Hàng hiếm cái này nó mới lục ở trong kho ra. Vô kho có còn cái quần nào nhiều nhiều không đem ra đây. À hàng bơm nè mấy chị thấy không. Rồi quần 25 em Thảo hết. Lên quần đá lớp ninh giùm em. Có hỏi cho 5 chị được. Chỉ có 5 chị được thôi. Rồi tiếp theo để em lên cây gì đây. Trời ơi. Một đứa đi lấy hàng cho chị nè. Quần 75 chị Nguyễn Thị Bích Ngân. Trời cái quần có xe live stream em mới để có xe live stream mấy chị. Tương tác lên chứ. Không tương tác em để cho mấy chị đây. Hả. Rồi lên nè cái quần hồi tối sao sót lại cây một cái đây nữa nè. Trời ơi trời. Cái ghim đá chị Xanh Biển nè. Chị Uyên Phương nè. Rồi còn mấy cái nữa vậy. Hai cái nữa. Trời ơi cái quần. Thôi giờ tặng mấy chị luôn đi hỉ. Rồi 49.000 chị Ngọc Trân. 55kg đổ về. Quần 75 chị Nhung Đinh. Rồi quần 49.000. Được mấy cái. Hết quần 75 rồi mấy chị ơi. Rồi quần 49 để coi được mấy cái. Tại vì cái này bơm nên không biết là bao nhiêu cái. Rồi được 2 cái quần 49.000. Dục ra. Tiếp theo cái này là hệ thống tấm lãnh gì đây. Được bao nhiêu rồi mấy chị. Hôm nay em Thảo nói khủng. Em khoe mấy chị cái này một xíu được không? 49 chị Lê Trúc. Em khoe mấy chị một xíu cái này. À cái này là hàng bơm. Trời ơi 57-58kg đổ về. Nhìn sướng không mấy chị. Nhận ra giải gì chưa. Rồi bán cho mấy chị 62.000 cho vui nhờ. 62.000 đỏ.
Rồi 6 quần 75 hết trơn rồi. 62 bên. Và tặng tiếp mấy chị gì nhỉ? Đưa đưa cái áo khoác bá giùm cái. Trời ơi trời. Mấy bà nào mà hôm nay không xem được livestream chắc chết quá. Mấy bà sĩ không xem được livestream này chắc xỉu quá. Em đã cảnh báo từ hồi sáng rồi. Nhưng mà dạo này do buôn bán hơi ẩm mấy bà cũng ngán ngẩm. Mấy chị ơi, mua hàng ghi rõ chiếc quần rồi mấy chị ơi. Ai đã rồi nhận được áo khoác đá 300 mấy này rồi hả mấy chị? Áo này đẹp lắm. Rồi ở phía sau còn cái đá 60. Áo 62 màu đen đó chị Phương Sa. 62kg đổ về. Em thảo được. Áo sọc 62 màu đỏ đó chị Thủy Thủy. 4 thằng 156.000 cho 4 chị em mình thôi. Được chưa mấy chị? Nhận ra chưa ạ? Nhưng mà đợt này em thảo chỉ được có 30 cái, 40 cái chi thôi, không đủ chi cho mấy chị. Ráng tranh thủ lên hen. Rồi, tiếp tục comment cho em thảo là khoác 140 mấy ngàn. Đưa trong cái bao đó có mấy cái áo đưa chị luôn chứ. Trong cái bao đó có mấy cái bao áo bự kìa. Rồi với lại mấy bộ đồ bộ đưa đây luôn. Áo này xuất sắc hả? À, ngày nào cũng xem không mua được. Hôm nay sẽ mua được, hôm nay lên áo nam luôn mấy chị ơi. Áo đó đẹp lắm, nhưng đẹp là một chuyện, đẹp là ai cũng biết rồi. Tại vì cái hàng này đại trà, ai cũng có hết. Nhưng mà cái giá em bán chỉ bằng nửa giá người khác bán thôi, đúng không mấy chị? Ở đâu người ta cũng bán mấy chị trên 300 ngàn. Nhà nhà em thảo 150 ngàn. À, đá bơ tư vợ, em mơ quên nói giá em quên. Rồi, lấy ra đỡ hốt màu khác hả? Ơi, em cũng không có biết nhiều hàng chị ơi. Bỏ mua ngày có mấy cái mà sao mà tôi tính sỉ được bà ơi, thiệt luôn á. Chị Thủy Trần Kim một cái em ok. Khoác cho chị Trang lên một cái em Thảo ok. Rồi, ai còn cái khoác nữa? À, 150 mấy ngàn á, tại vì Thảo báo giá đại kiểu như là cho con số nó may mắn á. Rồi, màu đỏ được hai cái. Màu đỏ được hai cái. Chị Vi Lucky. Phải mua chứ. À, bữa dành dập gần chết không được, bữa nay phải mua chứ. Trời ơi mấy chị ơi, chắc em chết mất thôi. Nhìn hàng của nó nha mấy chị hả? Trời ơi, nhìn hàng của nó đi mấy chị. 156.000 màu đỏ liền cho em Thảo nha mấy chị ha. Rồi 156.000 màu đỏ được hai cái hả? Có hai cái thôi cái gì? Rồi có hai cái thôi. Để cho chị Nhật Lan mỗi mẫu một cái giùm cái. Hết 156 còn 156 đỏ thôi. Rồi kế tiếp. À, tặng mấy chị cây này đi cho nó có không khí cái ha. Cho nó có không khí bơ đâu bơ cũng mà bơ. Sắc đỏ chị Khánh Băng em ok chị nè. Đây livestream mạnh lên mấy chị cho em có tinh thần để em lên áo nam cho mấy chị ha. Rồi để chuẩn bị em lên cái đầm em thảo mặt luôn cho. Ai ủng hộ lên cái đầm thảo mặt thì thích livestream cái. Không có cần tin nào chị ơi. Bởi vì cái dáng của em bây giờ mặt nó không còn đẹp nữa thì mấy chị nghĩ đi mấy chị mua về mấy chị mặc đẹp như thế nào. Rồi, chỉ còn áo nam thôi chị ơi, không có quần à. Rồi áo tặng cho mấy chị 15 ngàn. Rồi 55kg đổ về áo 15 ngàn. Cái gì mà áo vàng hoài vậy? Áo vàng hoài vậy mấy chị ơi. Lên màu đỏ rồi. Ủa ở đây người ta comment nhiều quá. Sao bên máy em nó miệng chỉ khô gì hết trơn vậy? Rồi xong chưa? Thêm chồng comment sai bỏ qua. Rồi xong nhân ok. Phát đỏ còn cái hả? Thấy rồi. Rồi hết phát đỏ rồi. Ui rồi 15 cho chị Yến Nhi ok. Áo giấy bán luôn 69 ngàn. 65kg đổ về giấy 69 ngàn. Để em lên hàng bơm cái đã ha mấy chị hả? Để em Thảo lên hàng bơm xong rồi lên áo nam cho. À lên áo Thảo mặt hả? Ok. Áo len sắc nách 35 ngàn. Thôi 25 ngàn luôn cho nó vui cửa vui nhà. Rồi áo len 25 ngàn. Chị Song Nhân ơi, chị đang mua bình thường người ta bán rồi. Cứ ngày nào lên cũng sao không mua được. Chị cứ bình tĩnh đi, có đơn đó. Song Nhân vừa được áo khoác đó. Rồi cứ ngày nào lên chị mua được em ơi. Mà cả đống sản phẩm luôn á, bình tĩnh nào. Comment nhanh đi chị ơi. Rồi chị Lê Thảo nè, áo giấy cho chị Lê Thảo nè. Khổ mẹ quá à. Quá trời thiệt á. Rồi tặng 49 ngàn hàng cao cấp. Nhìn mạc ha, 55kg đổ về áo nu 49 ngàn. Xong cái này đem lên cái đầm mà tại em thấy cuộc view á. Nên nó thảo lười lên cái đầm. Rồi cái đầm em mặc em nói mấy chị thôi. Ai mặc cũng được cái dây này nè. Mấy chị cột theo cái eo của mình. Cái này á tại vì em bầu nên em không làm kiểu á. Chứ không mấy chị cho nó xéo qua một bên. Sơ mi mới về hả? Lên hàng. Bữa nay ai không mua được cái sơ mi khóc ráng chịu nha mấy bà. Rồi để em coi cái hệ thống cấm nãy là cái gì nha. Xe tiếp livestream đi mấy chị cho đông đúc nhộn nhịp lên. Áo kèm màu đi mấy chị ơi. Bán mấy chị 45 ngàn cho vui. Tặng chị Phan Thị Huyền. Rồi áo đen 45 ngàn. Tặng con cái sơ mi.
chàng đem nó kia mình nó bớt rồi đó. Rồi sơ mi hồi xưa giờ Thảo bán ngoài ăn đông ra Thảo không bán nhà khác bị ẩn comment hả giờ mua được hả 60kg đổ về nhìn kỹ chất ạ. Và nghe em đọc giá tặng cho tất cả mọi người đây. Hãy nghe kỹ em Thảo đọc giá. Và sẽ không bao giờ tưởng tượng được là Thảo đang bán đúng giá hàng nha mấy chị ha. Đây là áo đen 45 chị Tường Vi 60kg đổ về. Nhìn chất nhìn đường may. Khỏi nhìn chất, chất thì về nhà mới thấy được đúng không. Nhìn đường may để đoán được cái chất liệu ạ. Rồi nhìn cái cổ ạ. Rồi được chưa? Giờ đọc giá được chưa? Ha. 45.000 một cái áo sơ mi hàng siêu thị. Nha, nhưng mà bây giờ em sẽ để một con số hơn cho mấy chị luôn. 41.000 em chịu mất tiền lời. Nhưng chỉ cần mấy chị share cho em là được. 41.000 cái áo sơ mi. Và em không bỏ sỉ hàng này luôn. Sỉ lấy thì để em suy nghĩ. 41.000 khỏi 45. Rồi đọc nhiêu đây thôi. Bắt đầu dán phiếu nè. Có 14 cái áo thôi mẹ cha ơi. Lên hết áo sơ mi đi. Sơ mi 41 cho chị Diêm Võ. Ok. 41 cho chị Thủy Thủy. Diêm Võ. 41 cho Nhung Nguyễn. Nhung Nguyễn. 41 cho chị Phạm Linh. Phạm Linh. 41 cho chị Lê Trúc. Lê Trúc. 42 cái chị Lê Nhiễm. Lê Nhiễm. 41 cho chị Phan Thị Huyền Trân. Phan Thị Huyền Trân. 41 cho chị Bích Thủy. Bích Thủy. 41 cho chị Yến Nhi. Yến Nhi. 41 hai cái chị Thảo Phương. Thảo Phương. 41 cho chị Huệ Ngọc. Huệ Ngọc. 41 cho chị Nhi Nguyễn. Nhi Nguyễn. 41 cho chị Hồng Anh. Hồng Anh. 41 cho chị Hương Ngọc. Hương Ngọc. 41 cho Phương Châu. Phương Châu. 41 cho chị Diêm Thái. Diêm Thái. 41 cho chị Hằng Nguyễn 4 Hằng cái. Hằng Nguyễn 4 cái. 41. 2, 3, 4 rồi. 41 mấy chị ơi. Rồi. 41 cho Phụng Phan. Phụng Phan. 41 cho Phương Sa. Phương Sa. 41 cho Nguyễn Huyền. Nguyễn Huyền. 41 cho Ngọc Hà. Ngọc Hà. Sơ mi 41 mấy chị ơi. Trời ơi. 41 cho nụ cười không vui. Nụ cười không vui. Mai xã đơn rồi luôn. 41 cho chị Duyên Nguyễn. Rồi. 41 cho Lê Thị Tuyết Mai. Rồi. 41 cho Nguyễn Thị Bích Loan. Rồi. 41 cho chị Nương Phan. Rồi. 41 cho Ngọc Huynh Trần. Rồi. 41 cho Nguyễn Anh. Nguyễn Anh hàng ấy chị ơi. 41 cho chị Hoàng Liên. Nguyễn Anh không để nhà hàng nhiều lắm 3-4 triệu. 41 cho Thanh Chiến Lê Lê. Rồi. 41 cho Xuân Trần. Rồi. 41 cho Nguyễn Hà Anh Nguyên. Rồi. 41 cho Lương Thị Minh Thùy. Rồi. 41 cho Bảo Thu. Rồi. 41 cho Kiều Loan Cao. Rồi. 41 cho Thảo Phương Nguyễn. Rồi. 41 cho Trúc Ly Đặng. Rồi. 41 cho Hoa Kim. Hết. Úi giời ơi, đó thấy chưa? Em bán 55.000 đối mấy chị, em mua 55.000 là giá sỉ rồi sao người ta không mua được. Nhưng mà em nhập rẻ, em nói rồi đây là hàng thanh lý của em, may mắn lắm em mới được. Em chia sẻ lại cho mấy chị, được chưa? Nên là chỉ cần share livestream cho Thảo là được rồi, ráng share tiếp đi mấy chị ơi. À, đẹp lắm chị hả? Nhận lô này còn đẹp hơn. Comment giùm em, cái này là màu xanh ngọc ha. Mặc được hai kiểu nha mấy chị, đóng thùng là khỏi bàn cãi rồi. Nhưng mà cái kiểu tiếp theo của nó là dạt bầu, mấy chị để ý hồi đó Thảo có giới thiệu với mấy chị một lần. Cái dạt này mấy chị có thể mặc, em nói mấy chị nha, mấy chị có thể mặc chung với quần legging, với quần jean, với quần đùi, với mọi thứ mà không cần đóng thùng cũng đẹp ạ. Comment cho em Thảo là xanh 41.000 luôn. Em chấp nhận mất tiền lời để em câu view lên nha mấy chị. Share live stream cho em Thảo được chưa? Rồi xong chưa? Đầm em mặc xíu bán cho bữa nay nhiều hàng hot. Thảo đã hứa với mấy chị là lên hàng hot rồi. Bữa nay em quên khoe, bữa nay nhà em có chồng mới nha mấy chị nha. Để tí đi nha, bữa nay nhà em có người yêu mới. Rồi xong chưa? Xanh 41. Ôi chết cha rồi, xanh 41 đọc tên cho luôn đi. Xanh 41 luôn hả? Ừ, xanh 41. Cái kia là sơ mi hoặc là áo 41. Xanh 41 là chị Jenny Ngô. Rồi, có 2 cái rớt nhé. Xanh 41 là chị Phụng Phan. Rồi, ok. Xanh 41 cho Phan Thị Huyền rồi, Trân. Okay. Xanh 41 cho chị Phương Sa. Rồi. Xanh là chị Hoàng Liên. Xanh tiếp tiếp vô hàng. Xanh 3 cái. Xanh 41 là chị Nga Lê. Nga Lê. Xanh 41 là chị Thảo Phương. Thảo Phương. Xanh 41 là chị Nguyễn Huyền. Nguyễn Huyền. Xanh 41 là chị Diễm Võ. Rồi. Xanh 41 là Kiều Trang. Xanh 41 cho Duyên Nguyễn. Xanh 41 cho Linh Nguyễn. Xanh 41 chị hai cái là chị Hằng Nguyễn. Rồi. Xanh là Ngọc Huynh Trần. Rồi. Xanh 41 Lê Nhiễm. Rồi. Xanh Ngọc 41 là chị Nguyễn Châu. Bạn Mai mua đi bạn. Xanh ơi, đừng xả hàng Tư được Võ. Rồi. Rồi, xanh chị Lê Thị Tuyết Mai. Rồi. Xanh chị Heo Có Buồn. Hết hàng, hết hàng. Tím luôn, tím 41 đưa chị luôn em, nhanh lên. Còn hàng không? Gì mà có 200 cái vậy ông nội cha ơi, thiệt chứ khổ tâm mày nhỏ ghê luôn á. Tím 41, má ơi mấy chị ơi, em cho mấy chị nhìn cái cổ ạ. À. Làm sao mà hôm nay em Thảo không lên được 400 view hả mấy chị? Phải lên cho Thảo 400 view chứ. Hôm nay em Thảo hứa với mấy chị là em lên hàng hot mà.
Sao không cho Thảo lên 400 view cho vui coi. Mặc dù là biết là hàng vẫn không đủ bán nhưng mà vẫn muốn lên 400 view mấy chị. Cho em cảm thấy được rồi, năng động, cho em thấy vui vẻ chứ lại có động lực ha. Rồi tím đọc tên tím luôn. Tím 41 đúng mã nha. Tại nhiều hàng nên là phải đúng mã. Tím 5 cái đó chị Hằng Nguyễn. Ôi, 2 cái là bà nội ơi. Tím 41 thì Ngọc Tuyền Đặng Thị. Rồi, Ngọc Tuyền Đặng Thị. Tím 41 thì Lương Khang. Tím 41 thì Hoàng Liên. Hoàng Liên. Tím 41 thì Phương Sa. Phương Sa. Tím 2 cái đó chị Thủy Thủy. Thủy Thủy. Tím 41 thì Thảo Phương. Mua lẻ bà chị ơi. Tím 41 thì Nhung Lưu. Nhung Lưu. Tím 41 thì chị Cẩm Sinh. Cẩm Sinh. Tím 41 thì chị Đỗ Minh Trinh. Đỗ Minh Trinh. Tím 41 thì Bích Thủy. Hết hàng, hết hàng. Rồi lên đầm em thảo mặt luôn. Rồi nó lỡ rồi cho nó lét luôn. Đầm mà con bầu mặt cỡ này thì em hỏi những cái người không có bầu mặt dáng nó đẹp như thế nào. Được chưa mấy chị? Em cho coi chất liệu trước cái đã tính sau. Rồi em Thảo cho coi chất liệu cái đã tính sau. Và nghe em Thảo đọc giá tặng luôn ạ. Hôm nay mấy chị chỉ cần xe thôi. Em nói rồi, chỉ cần xe cho em Thảo thôi. Trang fanpage em nuôi cho tới lúc em sanh con. Em đang nuôi bầu và nuôi luôn trang Facebook của mình để sau khi sanh em Thảo đột phá nha mấy chị ha. Chuẩn bị tinh thần ạ. Đầm em Thảo mặc có 102 trên thị trường nha mấy chị, có nghĩa là cái giá thôi. Còn nếu mà mẫu này thì mấy chị vô shop vô đồ mua nó vẫn có. Được chưa mấy chị? Hàng này mấy chị cứ nói cho em Thảo là đi du lịch xa đi mọi nơi giùm em. Quan trọng không, mấy chị muốn mặc kiểu bình thường thì mình mặc ha. Muốn lệch bên nào đó là tùy bản thân mình muốn. Ok chưa? Tại muốn lệch lệch cho nó vui cửa vui nhà. 99 ngàn. Không có ở đâu có. Và hôm nay có những sản phẩm đầm mấy chị cũng không tin luôn. Không tin vào giá của nó luôn. Chuẩn bị mặc cái đầm đỏ hộp luôn đi Như. Rồi. Xong chưa? Hai cục hà cái bên gì? Giờ mới nhận chị ơi. Đâu? Lâu lắm rồi, đơn hàng lâu lắm rồi. Chị Lê chút nè. Vừa mới nhận xong á hả? Thôi sao? Còn đơn ở nhà nữa kìa. Mà toàn lâu lắm mới nhận hàng xong vậy. Rồi chị Tường Vi đầm em ok. Nga Nguyễn 65kg đổ về, 40kg đổ lên đã mặc được rồi. Đầm 99 chị Nguyễn Hoàng. Rồi, đầm 99 chị Hoàng Vi. Hoàng Vi. Đầm 99 chị Hồng Anh. Hồng Anh. Đầm 99 chị Uyên Phương. Uyên Phương. Trời ơi mấy chị nó đẹp lắm luôn á. Còn ví dụ nè, nhìn chất liệu đã sung sướng không? Đầm 99 chị Lê Vi. Nhìn chất liệu có sung sướng không? Đầm 99 chị Lê Na. Đầm 99 chị Trâm Huỳnh. Trâm Huỳnh. Đầm 99 chị Bắp Cải. Bắp Cải. Đầm 99 chị Hân Lê. Hân Lê. Đầm 99 chị Trâm Huỳnh. Trâm Huỳnh. Đầm 99 chị Thiện Phát. Thiện Phát. Đầm 99 chị ơi. Đầm 99 chị Mai Thanh Thiền. Rồi. Đầm 99 cho chị Tiên Tiên. Rồi. Ủa còn bộ dâu hả? Đưa bộ dâu cho chị luôn đi. Đầm 99 cho chị Thanh Biển. Thanh Biển. Đầm cho Hằng Nguyễn. Hằng Nguyễn. Đầm 99 cho chị Đăng Minh. Đăng Minh. Rồi còn cái nữa này. Ôi trời ơi mấy chị, em là cái rồi đúng không? Dài còn gì nữa. Mấy chị, eo tới đâu cột tới đó cho em nhá. Eo tới đâu mình quất tới đó cho em. Rồi cái này còn bao nhiêu bộ? Thanh lý luôn cho mấy chị luôn cho nó xong nhá. Thanh lý luôn cho đầm xong. Đầm 99 cho chị Nguyễn Nguyệt còn. Rồi Nguyễn Nguyệt còn. Đầm còn cái đó còn không? Đầm 99 chị Trang Dương. Từ từ. Phải không? Rồi dục ra thêm 2 cái nữa là đủ. Đầm 99 chị 10 đậu. 10 đậu luôn. Cô 10 đậu. Rồi dục ra cô 10 đậu nè. Ly đặng. Ờ comment giùm em. Rồi dễ nhận hàng rồi, còn đơn hàng nữa mai mốt nhận nhanh giùm Thảo nha, toàn để lâu quá. Rồi chị Trúc Ly Đăng có không vậy? Có rồi. Rồi Trúc Ly Đăng, xong chưa mấy chị? Ra một bộ đồ đầm cho chị Diễm Quỳnh nữa ok chị nè. Xe livestream lên, xe livestream lên cho đông đúc lên, nhiệt tình lên coi nè. Trời ơi hàng hôm nay làm sao mà nở lòng nào bỏ được ạ? À? Nở lòng nào bỏ được mẫu đồ hôm nay. Cái này em khẳng định với mấy chị luôn ha. Làm nên tên của em đó. Nhưng hôm nay còn mấy bộ em thanh lý cho nó hết. Ai mua được may mắn thôi, 69 ngàn. Rồi đầm cho chị Tình Nguyễn, đầm cho chị Tuyền Mộng luôn. Tuyền Mộng không có số điện thoại chị rồi, ơi. Tuyền Mộng Thảo bỏ qua mới số điện thoại. Tiếp theo ạ. Bộ đồ bán 60 ngàn. 62-63kg đổ về, 48kg đổ lên. Dưa hấu cam Hằng Nguyễn ok. Còn mấy bộ em thanh lý cho nó xong cho nó trống nhà. Chuẩn bị lên đồ nam nha mấy chị ha. Cam 69 cô chủ nhỏ nè. Rồi cam 69 nè, song sinh nè. Rồi cam 69 chị Hoàng Liên nè. Cam như vàng đánh là bây giờ. Nhung luôn nè ok. Rồi chị Hoàng Bảo Lý em ok. Rồi còn một bộ cuối cùng. Rồi lên bộ cam với chị Tình Nguyễn. Rồi bộ hồng kiểm tra xem hồng còn không. Rồi đầm bộ hồng luôn. Màu đen chị Tuyền Mộng. Rồi chị Tuyền Mộng dục ra cái đầm luôn. Xong chưa? Bộ hồng luôn thanh lý 69 ngàn.
thanh lý nha mấy chị ha, cho nó xong cho rồi, hết hàng rồi, đâu còn bao nữa đâu. Em bao với mấy chị đi đâu mua được sản phẩm này, em bao cho mấy chị cái vải này 100 ngàn một bộ, 150 một bộ, em vẫn dám bao cho mấy chị luôn. Rồi bộ hồng, dâu hồng đúng không? Kiểm tra coi dâu hồng đó là dâu hồng gì vậy? Hỏi kiểm tra, kêu kiểm tra không trả lời mà ngồi đó ngồi cắt cái gì vậy trời. Rồi còn không? 069 cho Hoàng Bảo Yến. Rồi ok. 069 cho cô chủ nhỏ. Ok. 069 cho chị Bắp Cải. Ok. 069 cho chị Nụ Cười Không Vui. Ok. 069 chị Thảo Phương. Rồi ok. Thằng Nguyễn có hàng cho số điện thoại chị ơi. Không có số điện thoại em chốt không được chị ơi. 069 cho chị Tình Nguyễn. Tình Nguyễn. 069 cho chị Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng. 069 chị Thiên Trần. Thiên Trần còn không? Rồi hết rồi đúng không? Rồi còn từ. Rồi còn 4 bộ nữa thôi. Còn 4 bộ nữa. Bộ vàng còn 2 bộ đúng không? Sơ mi tisa hôm nay quất cho mấy chị luôn, miễn xe mấy chị xe thôi. Đọc tiếp đi, nó chạy quá trời mấy không đọc. 69 cho chị Lê Trần. Rồi. Liên Trần. Liên Trần. 69 chị Hân Lê. Hân Lê. 69 chị Mỹ Linh. Mỹ Linh hết không nhận nữa nha. Hết đâu nữa mấy chị. Đâu nữa ra, thằng bơm nó còn ở đâu nữa mệt ra. Chuẩn bị lên bộ đùi nha. Rồi vàng được 2 bộ nhanh tay luôn nha. Trời ơi cái giải nó điên lắm luôn á. Trời bán lỗ không được cái quảng cáo. Mà cái này là mấy chị mua trước phải mua với giá 90 mấy ngàn. Cái này là em thanh lý lại bởi vì nó còn số lượng lẻ. Với lại là em cũng bán hồi trước Tết nha. Rồi comment giùm em vàng. Đầm 99 cho Huỳnh Thị Thanh Nghiệp Nguyệt Dục ra luôn. Rồi vàng được 2 bộ đọc tên cho hai người. Xong em lên một bộ ai cũng không được. Xong cái này em bán rẻ không được luôn á. Bộ đùi đúng không? 69 cho chị Hằng Nguyễn. Hằng Nguyễn 642. Vàng có 2 bộ. Bộ đùi. Bữa giờ ai cũng mong bộ đùi, em tưởng còn bộ dài không, bây giờ bộ đùi. Đùi 69 ngàn. Đùi này là phối bèo nha mấy chị già. Phối bèo ạ, 60-62kg em bao cho mấy chị. Và nếu ai mà tìm được cái vải này rẻ hơn giá 80 ngàn đến bộ tìm em lấy tỷ cho chân. Rồi đùi 89 nha. Cái này là đùi nha chân ơi. Rồi qua đùi có nhiêu đây thôi, gì chụp nhanh, bác sĩ của em cũng là cơ hội cuối cùng để lấy hàng này nha mấy chị nha. Sao mai sẽ live stream lên, mai bấm thích live stream cho nhiệt tình lên dạ, cứ bấm thích live stream đi mấy chị. Đùi ạ, ghi chữ đùi ạ nha. Rồi chị Phan muốn đùi nè, rồi chị Dung Dung đùi nè, bác sĩ đùi nè. Ok chị lấy đi, chị lấy 3-4 bộ để dành mà trời ơi giải nó khủng khiếp. Rồi 6 trả về em. Đùi cô chủ nhỏ, đùi chị Trần Huỳnh nè. Hai bộ đùi chị Tính Nguyễn. Bộ này nghi không phải đùi nè, bộ dài bộ hồng nhận trai nè. Rồi chị Tính Nguyễn 2 bộ em ok. Rồi ai lấy đùi? Hôm nay phải lên 400 cho anh Thảo chứ mấy chị. Nhẹ, đừng cần cáo hàng lên nữa. Rồi xong chưa? Bộ hồng dài 69 chị Đăng Huy. Rồi chị Hân Lê đùi nè. Rồi chị Trần Hoa 69 ngàn thôi. Đùi chị Tiên, bộ đùi chị Thảo Nguyễn, bộ đùi chị Ngọc Tiền Đặng Thị, bộ đùi chị Phương Di, bộ đùi chị Thiên Trần có số hỏi không? Thiên Trần. Rồi ok chị Song Sinh, chị Ti Nguyễn. Ti Nguyễn mấy bữa nay mới gái mua hàng nha. Rồi chị Nhung Quách ok. Chị Lan Thanh em Thảo ok. Kiều Lan Cam Thảo ok. Chị Đậu Xanh Phạm Thảo ok. Ở bên kia đọc chậm mới chán, em để em đọc cho nhanh dụng hơi đau cổ họng. Chị Xanh Biển có chưa? Rồi chị Thảo Thạch em ok. Rồi nhanh mấy chị. Bé Kem Thảo ok. Đơn này em gặp đơn với Quyên ngày hôm qua nữa nha mấy chị già. Rồi chị Thanh Hà comment sai em bỏ qua. Đồ cho Phương Nguyễn Thị em ok. Nương Phan comment sai em Thảo bỏ qua. Comment đúng giùm em cảm ơn mấy chị nha. Comment đúng giùm em Thảo luôn. Chuẩn bị lên set thể thao mà ai cũng mong ngóng. Nhung Quách kèm hàng kèm số điện thoại ạ. Rồi chị Nhung Quách kèm số điện thoại vô giùm em. Xong chưa, đùi với chị Nguyễn Linh. Em đọc hết đó mấy chị ơi. Đùi với chị Ngọc Hà. Đùi chị Nhung Lu. Nó không hiện sao mà em bảo đọc. Đùi chị Xuân Mai. Rồi còn một bộ đùi cuối cùng. Được chưa, mình chuẩn bị lên đầm được chưa mấy chị. Chuẩn bị một cái cơn thích cho nó hoành tá tràng cái đi. Rồi em Thảo lên đầm cho. Bấm thích live stream cho em. Ôi, Thảo một cái coi. Em Nguyễn rồi, hết đùi cho mấy chị ơi. Hết đùi. Rồi rớt cái kẹp phía sau ra rồi kẹp vô. À nay có anh Thảo, nay em có người yêu mới đó mấy chị ạ. Nay em Thảo có người yêu mới à. Rồi tiếp tục Như lên mẫu đi em. À có mấy chai nước màu bán luôn cho mấy chị. Mấy chai kim chưa có kịp chiếc ra. Nhanh tranh thủ lấy nước màu nha mấy chị nha. Nước màu dừa quê em. Đồ sạch 100% nha. Không có cái tạp chất gì hết. Ham mua đồ rẻ rồi đó. Tôi nói rồi đó, 15 ngàn. Em Thảo lấy công ra.
để tặng, để biếu cho mấy chị. Em lấy vốn được, cái này em cũng có lời 1-2 ngàn trong đây thiệt. Nhưng mà tiền công nó nhiều hơn tiền lời. Rồi, 15 ngàn chai nước màu dừa, comment giùm em màu dừa 15 ngàn. Rồi, không đi đâu mua được đâu. Rồi, này nước màu dừa, cái này là nhà em làm, nhà mở em làm nên là em bán cho mấy chị được cái giá này. Rồi, xong chưa? Dạ. Kế tiếp. Trời ơi, tí rồi xử lý sau. 62kg cũng dừa. Nước màu dừa cứ đọc tên, hỏi phải hỏi hộp đọc tên nước màu dừa nha. Phải gọi đọc tên nước màu dừa. Nước màu dừa nhà em thì thôi ai cũng biết hết trơn rồi. Nhìn kỹ sản phẩm ạ. Em 62kg em bao mấy chị luôn á. Em bao luôn á. Nước màu dừa cái một lần thôi nha mấy chị ơi. Bởi vì sao ạ? Cái vải thun Hà Lan của nhà em Thảo thì không ở đâu chống lại luôn cái độ co giãn của nó. Mà mấy chị thấy không? Đọc giá tặng nè. Đọc cái này chắc là không đủ đâu rồi đâu để chia cho mấy chị nè. Comment cho em Thảo là đỏ 92 ngàn. Đi kiếm mù mắt không có giá sĩ. Đỏ 92 ngàn. Mày mừng cái gì vậy? Ôi trời ơi. Đỏ 92 ngàn. Được chưa? Đọc tên em. Rồi cho mày đọc tên nè. Rồi tao lên màu khác cho. Đỏ 92 ngàn. Ai không lấy mất ráng chịu. Vậy thôi. Đã kêu đỏ 92 nha mấy chị. Rồi đỏ 92, nu 92. Đọc 92 cho chị lên nè. Rồi. Rồi bây giờ là nu. Đỏ 92 cho chị Thắm Phan. Ok. Trời ơi. Đỏ 92 cho chị Ngọc Liên Trần. Đỏ 92 cho chị Nga Nguyễn. Đỏ 92 cho chị Thủy Tiên. Hết rõ rồi chị ơi, mấy chị ơi còn một cái nữa. Đỏ 92 cho chị Mai Thanh Thiền. Rồi, màu nu, đập nu, ra tia nu luôn. Nu 92 cho chị Nụ Cười Không Vui. Rồi. Đâu rồi? Em lên màu đen. Không mẫu chị ơi. Hết luôn hàng luôn rồi hả? Trời ơi, nó chưa kịp, nó chưa kịp khoe mẫu là đã hết mẫu rồi. Thấy chưa? Ngày mai em cho like mấy chị nha. Đập nu 92 cho chị Nguyễn Nguyệt. Mai nghỉ việc rồi, mai hết nhiệm vụ rồi. Nu 92 cho chị Huỳnh Nguyên. Bởi vì sao mấy chị bây giờ mà em cứ ngồi lên like này là mốt là em đính đẻ luôn á. Em cứ ham hàng là em khỏi đẻ luôn đó. Ôi cái đầm đẹp này. Ủa cái đầm này phải đầm mẫu không hay là đầm về hàng luôn rồi? Đầm à, đầm về hàng đúng không? Đầm nu hết nu rồi mấy má. Tặng mà nên là ai mà lấy trơn á. Rồi đen. Nu 92 cho chị Đậu Xanh Phạm. Bậy. Ủa không cho mấy chị coi đó này. Trời ơi, không thật, không tin luôn Thảo bán 100, 101, 102, 103 luôn á mấy chị. Nhìn kỹ nha. Né đầu ra cho mấy chị nhìn. Để cái mặt. Rồi, đen nè, đọc tên đen cái đi. Đen 92 trước đi nè, đọc tên dùm nhanh lên. Đen 92 đi chị Thảo Phương Nguyễn. Rồi. Đen 92 chị Huỳnh Nguyên. Rồi. Đen 92 chị Giang Trúc. Rồi. Đen 92 chị Trần Yến Ngọc. Rồi. Đen 92 cho chị Thanh Hà Võ. Rồi. Còn không? Còn hai cái đen. Đen 92 chị Thiêm Trần. Đỏ cũng cánh. Đen 92 chị Chi Kim. Đang bán mã này. Đang bán mã đó đó. Giờ mã này con này mới có chuyện để nói nè. Rồi đợi xíu. 121 ngàn. 3 cái. Đầm đen 121. Ai lấy khóc ráng chịu. 60kg đổ về hơn nữa nè. Này thì giảm hơn. Sợ cha báo 60. Đầm nu 92 cho chị Võ Thúy Diễm. Rồi đó. Đó, cái nào? Nu 92 xong rồi mà. Nu 92 xong rồi. Của mày là đen một nhiêu đó? Đen 121. Rồi ok. Mã đen 121 người mẫu đang mặc với chị ơi. Mặc người nấu rồi. Đen 121 cho chị Lại Nguyễn. Đen 121 cho Võ Thúy Diễm. Đen 121 cho chị Thủy Thủy. Đen 121 cho chị Trần Huỳnh. Rồi hết. Lên hồng luôn nha mấy chị. Chứ hồi em khùng luôn á. Chị cưng quá hà. Ai xả đơn này tôi khóc với bà đó luôn nha. Trời ơi mấy chị nhìn cái vôn giấy à. Mấy chị nhìn cái phối cái vôn giấy là mấy chị hiểu nhiêu tiền cái rồi đó. Nha. Rồi comment giùm em hồng 121. Được 3 thằng 121. Hồng 121 3 thằng. Rồi bò 121, nhanh lên mấy chị. Đừng đang mặc, em đang mặc lòng lộn trên người rồi nó không đang mặc, ai mà đang mặc hết trơn á. Không nhận được mua đấy chị ơi. Rồi, mua hàng không nhận, nách ngay. Để cho những người người ta có thật sự có nhu cầu người ta mua. Rồi xong chưa, còn đầm hồng thôi mấy chị. 764. Rồi đầm hồng. Đầm hồng 121 cho chị Thúy Phan. Rồi xong chưa. Hồng 121 cho chị Ngọc Tuyền Đăng Thị.
Không, một, hai, à, cảm ơn chị Bảo Thí Diễm. Hết đầm hồng cho mấy chị ơi. Rồi đầm bò được 3 thằng đầm bò. 3 thằng đầm bò lụm nhanh. Đầm bò 1 2 1 cho chị nụ cười không vui. Rồi đầm nung nè mấy chị ơi. Mua hàng nghe điện thoại chốt đơn được cho con với mấy bà già mấy mốt con còn bán. Trời ơi, ủa nãy giờ đầm bò 1 2 1 cho chị Mùi Rồi comment giùm em đầm nung nhanh lên mấy chị ơi. Nung 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 nung. Rồi nung 1 2 1 3 thằng nung 1 2 1. Đó, người mua không có, mình có mua được, mình có trách nhiệm giùm em Thảo. Đường mẫu cao 1m6. Người mà nặng, mà nhiều là nhiều. Ê, nặng 53kg. 53kg với chị ơi. Rồi, xong chưa? Tiếp theo. Đồng bò 121 cho chị Ngọc Liên Trần. Trời ơi, đấy đi chị Ngọc Liên Trần ơi, đẹp lắm chị ơi. Đầm nu 121 cho chị Đậu Xanh Phạm. Rồi, xanh 121. Đầm nu 121 cho chị Thiêm Trần. Xanh 121. Quên thêm Trần không có nữa chị ơi. Rồi hết rồi, xanh 121, thể thao à. Tê la chim đi, đầm thảo xin bán cho. Đầm nu 121 cho chị Kim Nương. Rồi đầm can. Đầm nu 121 cho chị Phan Huấn. Rồi cái này là màu hồng đậm mấy chị, chữ phấn giùm em, phấn 121. Nó là màu hồng phấn nha. Rồi đã qua đầm xanh rồi đó. Có 3 cái đầm xanh thôi. Rồi cái này ghi chữ phấn cho em Thảo, co giãn tuyệt vời 121. Nhìn kỹ giùm em Thảo nha mấy chị. Đầm xanh 121 cho chị Huỳnh Nguyên. Rồi màu màu đó là màu phấn á, phấn được 2 thằng phấn thôi. Đầm xanh 121 cho chị Nhung Liêu. Mà không được thì cho mai đôi căng nó mặc, mình mặc ẩu phát vậy thôi. Tại vì nó đang mặc áo dây, nó lòi cái dây ra, nó mặc chéo thì nó không được đẹp lắm. Rồi xong chưa? Tại vì nếu mà mấy chị muốn mặc cái chéo như thế này thì bắt buộc cái phía vai này sẽ không có cái gì thì nó mới đẹp. Nó lòi lỗ thì nhìn nó không đẹp. Sửa lại cái mút ngực, bà hai cái mút ngực nó nằm trên cổ mày kìa. Quá trời quá đất thiệt chứ bày hài dễ sợ. Đất này riết rồi. Đầm phấn 121 cho chị Ngọc Liên Trần. Đầm cam này là lúc đầu giờ nha, lúc hồi vừa rồi đó 92.000 mà màu cam em chú lên. Giờ còn lại em lên luôn cho mấy chị được chưa? 60-62kg em Thảo bao. Với số 45kg đổ lên hãy mua. Đầm thì trên 45kg hãy mua giùm em Thảo nha. Rồi mẫu phấn đập cho ai thì đọc luôn đi. Đúng đầm rồi. Đầm phấn 121 cho chị bé bé đẹp. Cam 92.000. Đừng tin tưởng nghe ơi. Nha mấy chị nha. Nghe 92.000 sợ không dám mua đúng không? Rồi cam 92. Không để em để hết cho cái. Nãy giờ bà tí bà không coi. Bữa nào bán đầm thì bà không coi. Thiệt chứ bà đó khổ tâm bà dễ sợ. Đầm thảo, đầm chị mặc còn bao nhiêu cái vậy? Cái gì? Ừ vậy được rồi đó. Phấn, cam chị Thiện Phát kìa. Rồi cam đọc tên đi nè. Cam 92 cho chị Thiện Phát. 92.000 nha quý vị. Rồi, đầm chị... cam 92 cho chị Nguyễn Châu. Ok, được chưa, để lên chỗ đồ nam chưa kịp lên luôn á. Cam chị Hân Lê, cam chị Đậu Xanh Phạm, tranh thủ lấy mấy chị. Hàng cỡ này không lấy thì không bao giờ lấy em Thảo. Tại từ bữa giờ có mấy như em muốn cùng. Đầm cam 92 cho chị Trần Công. Rồi Trần Công. Đầm cam 92 chị Lê Rin. Cam 92 cho chị Trầm Hương. Rồi chị Trầm Hương. Cam 92 chị Hồng Anh. Rồi hết hàng. Cho coi giải cái đã chứ thôi không biết cái nó là cái gì. Lên một cái đầm đi tiệc nè. Giải này là gọi là giải gì trời, tôi cũng không biết tên nó luôn á mấy má. Rồi em 53kg. Rồi cái này 55kg ha. Báo vậy trừ hao bớt cho mấy chị, cho nó mặc cho nó thoải mái dễ chịu. Chứ nó vẫn còn co giãn được. Một cái đầm mà đi tiệc nha mấy chị. Nghe em đọc giá nè. Đầm đen 115.000. Đầm đen 115.000. Chưa biết lời lỗ bao nhiêu, cứ bán 115.000 cái đã. Rồi nhưng mà xe dùm cái livestream nha. Em chỉ còn yêu cầu xe livestream thôi. Còn lại để em Thảo lo mấy chị nha. Tiền lờ tiền lớn gì để em lo. Nghĩa là em Thảo chấp nhận bán hàng với những cái giá như thế này để câu khách câu view ha. Chị Võ Thí Diễm hai cái đầm đen em ok. Rồi ai đầm đen nữa xuống mẫu luôn. Đầm đen chị Đậu Xanh Phạm em Thảo ok. Rồi cam em Thảo hết hàng, hết sạch hàng. Rồi cam hết sạch hàng rồi. Lên đầm đen cho mấy chị đi tiệc. Rồi Trần Huỳnh câu ca đừng tin giá của nó. Mút ngực đàng hoàng. Mỹ Trinh. Đầm đen là chị Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng. Xong chưa? Tại vì á, ví dụ như những cái mặt hàng mà về đầm, về điếc đầm đen chị Tư Võ. Mà với giá này mấy chị nghĩ là nó đầu đẻo. Mấy chị cứ nhận hàng về xem là giá rẻ nhưng mà đẻo như thế nào ha. Thật sự, mấy chị nghe 110 mấy mấy chị không dám mua đâu. Rồi đầm 115 mấy chị Khang Minh nhé, một cái nữa xuống đây. Rồi, Tư Võ một cái nữa nè. Đầm đen là chị Chi Kim. Rồi, chị Chi Kim. Rồi, còn ba cái nữa, như mặt cái nữa là ba cái. Lên luôn màu cam của nó luôn ha mấy chị ha. Ủa? Mẫu này còn à, ui mẫu tiểu thư còn nè. Đầm Thảo mặc cứ đầm này mặc còn mấy cái đưa luôn. Bây giờ chuẩn bị lên đầu nam là em cảm thấy rạo rực nè. Em mê lắm luôn. Đầm con Thảo mặc là 99.000 mã của
tầm đen từ 65kg đổ về. Nhưng mà cái này là thuộc về em rồi nha mấy chị, để em đi mặc đi đâu đó ha, cho có kiểu. Cái gì? Mặc cái đỏ cũng được. Mà thiệt cũng thích cái màu xám là... ghê luôn á thiệt á. Ở ngoài đó có cây nào màu xám không Ngân? Đem hết cây xám lên cho chị bán áo nam để chị cảm thấy nó... áo nam màu xám. Mà lỡ xém. Mặc nguyên cây màu xám luôn, đem lên đây được phân size đi rồi em Thảo sẽ lên áo nam ạ. Áo nam em dám nói em đang bán bằng giá sỉ, mấy chị cứ ra chợ tầm mình mấy chị hỏi chị ơi. Nha, rồi đầm em Thảo mặc là đen chín nè. Lên cái tiểu thơ nè, bá cháy không bò chét mà giá quá bèo đúng không? 1.1, 1.2 thôi, chị Đỗ Phương, nhưng mà 1.1, 1.2 vải đẹp nhưng mà em phải nói nha, phơm cũng đẹp chứ không phải là vải không nha mấy chị. Phơm cũng chuẩn hàng, em Thảo mới bán chứ không bán bậy bạ đâu. Chứ không phải là nói là rẻ hốt được cây vải rẻ về mà thợ tào lao nào cũng không lấy đâu. Đầm đen 99 là chị Trần Yến Ngọc. Cái đầm tiểu thơ hồi nãy nó mặc nè. Em tưởng đâu hết hàng. K121, nhanh lên. Đầm đen 99 là chị Trâm Dung Ly. K121, được mấy cái vậy? Nè, còn cái đầm đen nè. Rồi, đầm K121, trời ơi, nãy nó đang lên. Rồi lẫn sẵn em mặc luôn. Tự nhiên bây giờ mới lên, mấy chị không biết mẫu nào. Rồi, màu đỏ. Đầm đen chị... Rồi xong chưa? Đầm đỏ, đầm Mai đỏ. Danh chị Mai Ngọc Danh, số điện thoại chị ơi. Không có số điện thoại. Hàng kẹt số điện thoại à. Ôi, nó đẹp. 62kg mà cũng dùm ấy mấy chị. Xong chưa ạ? Đầm đỏ 121. Đầm đen 121 chị Ngọc Hà. Một người nói chuyện thôi mà sao quá cho người nói chuyện vậy. Đầm đen chị Khang Minh có rồi. Rồi. Đầm đen là chị Thảo Nguyễn. Rồi Thảo Nguyễn nữa hả? Còn hàng không? Còn hàng không? Rồi đầm đỏ 121 cho em Thảo nè. Đầm đỏ 121 cho chị Lê Rin. Đỏ 121 chị Lê Rin. Đầm đen hết rồi, đầm đen si cua chị gái Bùi đi. Chứ giờ hết hàng rồi, giờ sao cam cho chị Xuân Mai luôn kìa. Rồi tiếp tục ạ. Màu vàng. Em tưởng hết hàng rồi em cho xuống mẫu mấy bà. Em tưởng hết hàng rồi em cho xuống mẫu. Dương Huyền mua hàng kèm số điện thoại. Rồi đầm vàng 121, vàng 121 em Thảo được 4 cái. Hello chị Bảy, em thấy chị Bảy rồi nha. Kéo nè. Chuẩn bị mua đầu nam nè chị Bảy ơi. Phân size cho em. Rồi anh Thông mặc luôn cái màu xám đi, Thông mặc cũng mặc size M à. Đầm vàng 121 cho chị Đậu Xanh Phạm. Rồi 121 cho một Võ Thúy Diễm. Đầm đỏ còn không? Đỏ còn cái thì cho chị Thu Trang với. Rồi đỏ em Thảo hết. Còn màu vàng, lên một màu công chúa nữa nha. Trắng tinh khôi à. Rồi 121 ngàn. Rồi đầm trắng có 3 cái 4 cái. Rồi xong chưa, tiếp tục lên một cái áo nam nha mấy chị ha. Đầm ca 121 cho chị Mỹ Huệ. Đầu nữ đã đẹp như vậy rồi, giờ em hỏi đầu nam nè. Đầu nam cho người mẫu mặc. Rồi em mặc size gì vậy, lên hàng luôn đi. Tụi view rồi, bấm thích live stream tiếp đi mấy chị. Đầm ca 121 cho chị Bắp Cải. Xong chưa mấy chị, chiến đấu được chưa? Đầu nam mấy chị đã nhận được cái vải kia rồi. Mấy chị đã thấy chất lượng rồi. Bây giờ em lên một những cái mẫu đẹp hơn nữa, càng về sau càng đẹp. Và đảm bảo mấy chị không chỗ nào bán mấy chị rẻ hơn được. Lý do vì sao ạ? Hết vàng mấy chị vải ơi. Bây giờ em phải ôm cho mấy chị 1.000+ cái để có được cái giá đẹp như thế này. Không còn vải nữa. Rồi xong chưa? Size này size nhiêu vậy? Size L. Size L hả? 70kg mà mặc có size L thì em mặc body. 72kg. Trời ơi, 6 cho mấy chị ơi. Thấp gì? Rồi cho em Thông mặc size L luôn cho mấy chị canh phơm rộng. Rồi nó là ổng là mặc vậy để cho em cho thằng em nó mặc cũng size L luôn mấy chị canh theo hai dáng, một dáng body và một dáng là phơm rộng. Được chưa? Rồi nè mặc lên đi. Ủa đâu rồi, size L đâu rồi, đưa cho em Thông mặc nhanh lên. Rồi, cho một người mặc body. Trời ơi, mặc đi rồi ship sâu. Anh Hào Lai chuyên chỗ giống quỷ ông đời nghiệt ngã. Em bao cho mấy chị đi hỏi hết chợ sĩ chỗ nào bán rẻ 85.000. Em nói chị, mấy chị cứ đem tới chị với em đền cho mấy chị một cái áo mặc chơi cho vui. Rồi bây giờ em sẽ mặc nhanh lên đi. Rồi em Thảo sẽ mặc cho mấy chị coi một cái form rộng hơn. Có nghĩa là mặc theo hai dáng. Cái dáng kia là dáng body. Rồi cái dáng hàng tiếp theo thoại cho mấy chị ơi. Là cái dáng form rộng. Không có xuất hiện không lên được đơn. Cho những anh nào mà ốm mà thích mặc cái form mà nó suông hơn một xíu. Mày hiểu không? Okay. Hai cái cùng một size. Thằng này nó có 60kg thôi, năm mấy ký à? Còn thằng kia nó tới 70kg lận. Rồi, được chưa? Cho coi luôn cái chất cái đã rồi bắn size sau.
Mấy chị thấy có cái bọc hàng nào mà tuyệt vời như thế này không? Bắt đầu xám kèm size 85.000, khỏi ghi chữ 85.000. Xám kèm size 85.000, hàng shop nha mấy chị nha. Từ 1 ít tới mấy ít? Size M, L và 1 X. L, M, M, L và 1 X. M, L, 1 X dùm em Thảo. Xám kèm size. Người mẫu, hai người mẫu đều mặc sang L cho mấy chị coi. Chuẩn hàng chưa mấy chị? Size 1X85 chị Phan Thị Huyền Trân. Rồi, ít ăn L lợt lắm luôn nè. Xám ít thôi, lợt lắm đừng đừng giục ra nha. Ghi xám đi mấy chị ơi. Xám kèm size. Xám L cho chị Lê Rin. Xám L chị Lê Rin. Trời ơi, lấy màu xám mấy chị em mê lắm nha. Em lấy mấy ngàn cái mới được giá này đó mấy chị. Xám 1X chị Võ Thúy Diễm. Tại vì hồi bữa là chị mất tiền lời. Để em quảng cáo nhưng bây giờ em sẽ đông hàng để có giải cho mấy chị. Rồi, xá 1X cho chị Bắp Bắp Cải. Rồi, chị xá 1X cho chị Tường Vy. Xá 1X cho chị, xá 2X cho chị Trần Diệu Anh. Rồi, xá 1X cho chị Huỳnh Nguyên. Xá 1X cho chị Nguyễn Châu. Chị Phạm Ngọc và 1X nữa. Xá 1X cho chị Gái Bùi. Xá 2M cho chị Đậu Thanh Phạm. Xá 1X cho chị Nga Nguyễn. Tí em nào mặc M cho mấy chị coi. Xá 1X cho chị Lọt Lắm. Xá 1X cho chị Trần Ngọc. Người mẫu em mặc vậy cho mấy chị canh phương cho chuẩn. Xá 1X cho chị Thúy Phan. Ấm lòng lòng em mặc cho chuẩn. Xá 1X cho chị Thùy Linh. Ai ớt cũng có sai, ai mặc cũng có sai. Xá 2L và 1X cho chị Hằng Nguyễn. Ai thích mặc body cũng biết đường dáng. Xá 1X cho chị Tuyết Huỳnh. Rồi, xăm đi, tí em cho mặc body nữa, xăm M để ra body nữa nha. Xăm M chị Trần Huỳnh. Xăm M. Xăm 1X chị Nguyễn Bích Ngân. Xăm L chị Hồng Cẩm. Trời ơi. Xăm 1X chị Trinh Nguyễn. Xăm M chị Tích Nguyễn. Nó đẹp lắm nha mấy chị. Hết 1 ít anh ơi. Rồi, hết 1 ít, xăm này xăm mấy đây? Đừng nghĩ tài có không? Có. Rồi, có. Xăm L, Trang Minh Trang Võ nè. Rồi, dục xăm M cho chị Phan Trân. Xăm L chị Trần Tuyền. Rồi, xám 1X em Thảo hết hàng. Có muốn lên nữa không? Trước khi lên chúng ta lên một cái hàng hot cái đã ha. Cho cái áo khoác đá đi em ơi. Ủa nãy nó đem tặng cái áo kia mà em quên mất hả mấy chị? Chết cha rồi 1 giờ rồi. Úi dồi ôi. Áo sơ mi lên áo sơ mi cho chị. Còn bao nhiêu cây sơ mi nữa? Trời ơi em quên mất. Không có 2X chị ơi. Mẫu này họ không ra 2X. Rồi Trần Tuyền có rồi, Phan Trân có hết rồi. Mẫu này úi dồi tuột view của Thảo rồi mấy trời. Trời ơi trời, sao tự nhiên tụt một cái ào ra ngồi hết trơn vậy? Sao còn M và L mấy chị ơi? Ủa sao còn có 330, mấy chị đang 400 khí thế rần rần mà. Bấm tách lại giùm em, chị Trần Nguyên xám M dục ra luôn. Trời 85.000, hàng shop, chuẩn hàng shop mà giá. Chưa từ từ nha, sau view em Thảo tụt cách chậm chậm nha mấy chị. Mấy chị bấm lại thích live stream giùm em xe em mượn cái ơi. Đi. Sao tự nhiên view em Thảo bị tụt, em Thảo không mất hứng vậy? Hả? Đừng để tụt view mà. Sập cái này gì để chị Nhật Lan chưa vậy? Chưa để. Rồi. Để chưa? Được mấy cái sập đây. Hơi, hơi, xám một ít hết hàng. Không phải, tự nhiên nó đá ra mà chứ đâu phải là 65kg đổ về, em Thảo bao vừa cho mấy chị. 350 chứ chắc mua được không? 158.000 giùm em, sập 158, ai nhanh được phần. Sập 158, không coi được nữa hả? Vậy giờ em lên cái sơ mi này em bán... hồi nãy làm rần rần quá. Rồi hết sơ mi luôn rồi phải không? 200 cái hết luôn hả? Không phải chị nó đá ra đó. Tại vì hàng loạt luôn mà 80 người lận mà. Làm gì đi làm lần 80 người mấy bà. 10 phút nữa phát từ từ chứ. Chị Hoàng Vy áo khoác nè. Boremon áo khoác nè. Rồi còn mấy cái áo khoác nữa. Áo khoác đó thì số lượng nó rất là ít. 158 chị Heo Sumo. Heo Sumo khoác 158 luôn. 158 chị nụ cười không vui. Rồi nụ cười không vui nè. Rồi cho chị Nhung Lu nè. Rồi chị Thanh Nguyệt nè. Khoác em về cầm. Cảm ơn bà chanh chói nì. Sọc 158 còn không? Rồi chị Tiên Tiên luôn ok. Rồi chị Nguyễn Bích Ngân. Thế. Ủa hết hàng hả? Ôi hết rồi. Nguyễn Bích Ngân không có chị ơi. Hết rồi mấy chị ơi. Có tin không ạ? Có tin như thế này, có tin mẫu mã như thế này. Đọc tiếp giá nha mấy chị ha. Đọc tiếp giá nha. 41.000 comment giùm em. Mã là áo 41. Nhớ ghi chữ áo đừng ghi chữ sơ mi. Hồi nãy là mã kêu 4 sơ mi rồi. Bây giờ là áo 41.000, 60kg đổ về. Rồi để câu view hay là để tối câu view mấy chị. Chứ giờ tự nhiên view tụt cái tự nhiên cái buồn luôn hà. Sọc tí lên màu khác cho đâu ra nữa mấy bà già. Xám ăn lờ cho Phạm Nguyễn Gia Hân luôn ok. Rồi áo này được bao nhiêu cái đây? Hey, nhanh nha, áo
41 chị Hoàng Liên em ok nè. Rồi đủ đủ không vậy? Rồi còn áo bao nhiêu cái sọc lên? Đậu Thanh Phạm. Đậu Thanh Phạm. Thảo Phương. Thảo Phương. Áo 41 chị 4 Nguyễn. 4 Nguyễn. Áo 41 chị Nguyễn Huyền. Nguyễn Huyền. Áo 41 chị Thúy Phan. Thúy Phan. Áo 41 chị Đỗ Phương. Áo 41 chị Nguyễn Hà Anh Nguyên. Áo 41 chị Doraemon. Áo 41 chị Nguyễn Thị Bích Loan. Áo 41 chị Trang Mai. Áo 41 chị Đỗ Phương. Còn không? Còn không? Ngân. Vô hàng luôn. Khách mới mua hàng kèm số điện thoại cho mấy chị không ơi. Không đặt nữa quá chừng người cũng không đặt nữa. Xanh L là chị Phạm Nguyễn Gia Bảo. Áo 41 chị Huỳnh Thị Kim Anh. Áo 41 chị Bắp Cải. Ủa nhiều lắm mà, bên đây nó ổng nhiều lắm mà. Phương Trung gì nè, Bích Loan gì nè. Áo 41 chị nè. Nga Mai. Nga Mai nè. Ủa sao đồng kỳ vậy? Phương Trung Hoàng Đơn. Phương Trung Hoàng Đơn hả? À. Rồi à, còn hai cái 41 nữa mấy chị. Ôi view nó tự nhiên nó làm một cái đùng cái mất hết view của em Thảo vậy. Sọc đỏ có một cái một hả? Rồi chị Trâm Huỳnh sọc luôn ok chị nè. Jenny Ngô sọc luôn mua đủ đơn nha. Đơn này đơn cuối rồi đó. Rồi có một cái sọc đỏ thôi à. Có một cái sọc đỏ đó, khỏi cần em quảng cáo. Đó khách em tự quảng cáo. Người ta không tin mà mấy chị. Màu đỏ comment giùm em. Ui đỏ 158 ngàn cho em Thảo. Sọc đỏ giống cái kia luôn. Nhưng mà cái sọc đỏ phía sau phía trước phía đâu cũng có đá. Ở phía trước phía sau thì cũng có a có túi hết trơn. Phía trước phía sau thì cũng có đồ mà che nắng hết trơn á nha. Chỉ cần tin tưởng mua áo thôi là về hài lòng. Khỏi cần hỏi là ở đây nó có đủ cái này rồi cái kia không. Rồi sọc đỏ nha, đừng đi sọc nữa. Rồi đỏ em Thảo được 4 cái nhận cho 4 người. Rồi tiếp tục. Rồi đen, đen được mấy cái đây? Đen được 4 cái đúng không? Sọc đỏ ghi mã đúng sọc đỏ cho em Thảo. Sọc đỏ 158 chị Phương Thảo. Rồi comment giùm em Thảo sọc đen luôn. Tất cả phía sau đều thêu đều đính đá hết nha mấy chị nha. Rồi sọc đỏ 14158. Rồi cái này là sọc đen 158 nhé. Rồi sọc đỏ sọc đen. Lên cái sọc vàng luôn nha mấy chị nha. Mấy chị toàn đi sai mã thôi. Dạ chị Đỗ Phương mới được cái đầm đen đến 9:30 này chị ơi. Mấy chị toàn đi sai mã, sọc đỏ chị Phường Thịnh bye bye nè. Rồi hai sọc đen chị Lily nè. Chị Lily tí làm việc lại cái tiền sau lúc thì 500 lúc 1 triệu mà không ai thấy báo cáo ngân hàng nó kêu vậy. Rồi Lê Vin đen 158 cho chị Lê Vin nè. Ok. Đó mấy chị chịu khó ghi đúng mã vô. Đã mã đã cực khổ giành giật rồi. Rồi sọc vàng cho Lily nè. Ủa sọc vàng được bao nhiêu cái giục ra chị Lily. Rồi chị Hồng Cẩm ghi sai bỏ qua. Rồi chị nào ghi sai em Thảo bỏ qua chứ sai em lên đơn được mấy chị ơi. 62 có 3 cái cỡ nào cũng mặc vừa hết trơn. Cỡ nào cũng vô cũng nhét vô cho em. Sọc đen cho chị Lerin một cái có chưa. Sọc đen cho nụ cười không vui chưa. Sọc đỏ là cho chị Nhung Đinh chưa. Đủ hàng chưa. Rồi sọc đen chị Tính Nguyễn luôn. Sọc đỏ em Thảo hết hàng. Còn mỗi sọc đen với sọc vàng thôi. Rồi xong chưa. Hết sọc đen rồi hả. Rồi sọc vàng cho Mụ Văn Lý Già. Dạ chị Lily chút xíu coi lại nha chị ơi. Còn sọc đen không? Hết luôn rồi. Tiếp tục cuộc chiến nha. Còn sơ mi này có mấy mẫu lẻ nè. Mấy chị khách sĩ lấy bao nhiêu cái thì mấy chị lấy đi. Còn tí dành giật với khách lẻ dành. Comment giùm em mã mã Dương 41. Tại sao là chữ Dương à? Dương là xanh Dương á. Mà em ghi là chữ Dương đi, hồi nãy mã xanh rồi. Ôi hàng siêu thị vải em nói bao mấy chị nha, em bán cho mấy chị 59 ngàn vẫn rẻ, 70 ngàn vẫn rẻ. Nhưng em bán cho mấy chị 41 ngàn. Nên mấy chị bấm thích và share livestream giùm em nha. Rồi cái này là Dương nha, mã Dương và xanh Dương á. Trời vải nè mấy chị. Áo 41 chị Tiền Bạc Nguyễn. Mã nào vậy? Hay hả? Áo 41 hai cái gì Thủy Thủy, áo xanh dưới kìa. Rồi, ủa hết rồi à. Rồi cái kia là Dương. Rồi mã Dương, đọc tên mã Dương luôn đi. Dương đụng như đây thôi gì. Rồi nhanh. Dương 41 chị Trần Tuyền. Rồi, dùng cái rồi. Dương 41 chị Hoàng Liên. Dương 41 chị Kim Hương. Dương 41 chị Ngọc Tuyền Đặng Thị. Dương 41 chị Bốn Nguyễn. Dương 41 hai cái chị Thủy Thủy. Dương 41 chị Nhung Lưu. Dương 41 chị Lê Na. Dương 41 chị Đậu Thanh Phạm. Dương 41 chị Nguyễn Hà Anh Nguyên. Lên cái này cho hóc người cho mấy bà. Giật lên cái ha. Lên đồ bộ hả? Ok. Đồ bộ gì giờ? Pyjama đi ha, pyjama. Em định để mấy bữa nó mới bán. Tại mới bán cái đợt này em lấy đợt sau rồi. Đợt sau để em để dành rồi. Mấy chị có muốn lên không? Khách mới nhiều không? Em biết đường em lên. Thôi được rồi, lên màu xanh đi em ơi. Tại vì cái em bán xong rồi. Khách em đã mua xong hết rồi. Em lấy đợt này đợt 2 để bán cái đợt khách mới thôi. Chưa? Trời ơi trời. Mụ Hà Phan quen á hả? Không. À, 6 ngày 63 ký đổ về.
Được chưa? Được chưa? Rồi comment giùm em tộc đỏ 158 ngàn. Tộc vàng 158 chị Ngọc Cư. Rồi 157 ngàn luôn đi cho nó khỏi lệch mã mệt quá. Rồi 157 luôn. Rồi một cái chị Ly Ly, ok. Này được bao nhiêu cái, đủ chi không? Được có nhiêu đây thôi quý vị ơi. À, bộ ton đi hả? Mua bộ thích ghê. Có mua bộ nào nhà tôi mà không thích đâu. Bộ nào nhà tôi mấy bà mặc cũng thích mà. Trời ơi, đính đá trước sau gì tá lả âm binh hết nha. Nè, nguyên cái ề này là nguyên vàng đá đầu đó. Tại không quảng cáo đó. Rồi, chị Lê Vin nè, ok. Chị Hồng Cảm, em Thảo, ok. Rồi, em Thảo hết sọc vàng nên sọc đỏ. Chuẩn bị lên pyjama cho. Tại vì pyjama là em lấy lần 2 là đang chuẩn bị bán cho khách mới thôi. Chứ khách cũ hầu như ai cũng đã có hàng đó rồi. Em tới 300-400 bộ mà em bán hết trơn rồi mà. Cái này là em lấy về lô sâu để em chỉ hàng thôi, tại vải rất là đẹp, mình không lấy thì mai mốt không có hàng để mình lấy cái giá đó và được cái chất lượng như vậy. Rồi sọc đỏ chị Nhung Lù, em Thảo còn 1, 2, 3, 4 sọc đỏ cho mấy chị. Ngô Thị Thanh Hiền, Ngô Thị Thanh Hiền, chị Trầm Hương. Rồi còn 2 sọc đỏ nữa, chuẩn bị lên đi dâm ma với đồ bộ ba nổ ha. Chị Nguyệt Ánh lên ba nổ đồ ha. Rồi kế tiếp pyjama cho em tự lờ nhận xét giùm em Thảo nha mấy chị ha. Tự mấy chị nhận xét đi, em khỏi khen nữa ha. Quần dài nữa nha mấy thánh, hồi bữa hết quần dài nè, bữa nay có quần dài cho mấy chị đây. Cái gì? Ờ đó cô, hay ghê không? Rồi xé mấy cái đó ra coi. Ai đã nhận được bộ đồ này tự cho khen giùm em ơi. 627 chị Ngọc Cư. Được chưa? Có một bộ quần dài thôi, 99 ngàn. Em bao cho mấy chị từ vải cho tới sơ. Thấy sọc đỏ nha mấy chị ơi. Bộ này đẹp lắm. Rồi còn một bộ đó 99 ngàn. Rồi bây giờ em lên bộ lửng cho mấy chị 97 ngàn. Được chưa? 97 ngàn ạ. Pyjama 99 là của chị Song Sinh, ok. Rồi lửng 97 ngàn cho em. Tại cái đợt mà em bán rồi mà giờ em bán nữa thì khách của em không lẽ người ta mua hai lần. Nhưng mà em phải đợi cái đợt khách mới vô. Tại vì hàng này là lấy hồi bữa là bán thiếu bán rồi. Đợt này phải lấy sâu. Mà mấy chị lấy sâu thì lấy chứ không đấu lên liền được đâu. Phải để hàng lại. Rồi để đợt khách mới vô. Rồi cái này là bộ lửng 97 đúng không? Chị Thanh Vân lửng 97 nè. Bộ còn nhiêu đây thôi cái gì? 6263 ký. Rồi chị Ngọc Bích nè, chị Như Quỳnh 9797 là mã quần lửng nha mấy chị ha. Để cho khách em khen nữa chứ. Rồi chị Nhung Lô em ok. Ủa sơ mi em chưa lên hết luôn á. Sơ mi thôi chưa lên hết luôn á. Còn rất còn mấy mẫu nữa, còn mấy màu nữa nha mấy chị. 97 là chị Nhung Lưu. Cảm ơn. 97 là chị gái Bùi. Rồi chị gái Bùi ok. Cảm ơn mấy chị. Đó, em bán để cho những chị nào nhận được nhận xét để khách mới họ cũng yên tâm hơn. Tại vì khách cũ họ biết tính em bán hàng rồi cũng dễ. Quảng cáo nhẹ nhàng thôi là lên hàng rồi. Chị cô chủ nhỏ. Rồi chị Mỹ Hoài có số điện thoại không? Rồi chị Mỹ Hoài một bộ luôn ok. Rồi ai lấy bộ 97 nó comment giùm em nhé. Còn hàng để em lên mã áo phát hồi sớm em hứa mấy chị mà em chưa kịp lên. Rồi xong chưa? Rồi xong chưa? Ôi 57 kg đổ về comment giùm em. Rồi mấy chị ơi. Đen 41 hàng siêu thị. Nhờ được lấy giá thanh lý cho mấy chị. Rồi vậy coi còn nguồn dài không nhiều người. Bộ 97 đó chị Trinh Nguyễn. À, coi còn nguồn dài không? Nguồn dài hình như chị nhớ có màu đỏ đó, còn dư màu đỏ hay sao á. Kiểm tra coi phải không? Đen 57 58 kg đổ về 41.000 nhanh lên. Đen 41 chị Hoàng Liên, đen 41 chị Nguyễn Út. Xanh đen đúng không? Rồi chị gì đây? Nguyễn Huyền rồi đem 41 cho chị Cường Thịnh bé bai. Rồi. Đem 41 cho chị Trân Trân. Rồi. 43 cá anh chị Lily. Rồi. Đem 41 cho chị Phương Võ. Rồi. Rồi nãy giờ chị quên lên đầm luôn. Nãy giờ em bán không sấy quay hàng quên đầm luôn. Đem 41 cho chị Trang Mai. Trang Mai. Thuộc view rồi sao lên đầu nam rồi sao lên đầm cha. Tối thì mạng nó yếu lắm, tối nó không có như ban ngày, với lại em cũng không thể nào mà la hai buổi liên tục trong ngày nữa. Đem 41 chị Huỳnh Thị Kim Anh, đem 41 chị Phùng Khoan, đem 41 chị Tiên Tiên. Rồi còn cái đen 41, má Minh Minh. Đem 41 chị Minh Minh. Hết đem 41 rồi mấy chị ơi. Còn ông Phương. Lô này là lô mới. Đem 41 hai cái thì chị Thủy Thủy có một cái nha chị ơi. Đây là lô phát hoàn toàn mới luôn mấy chị. Nhà Thảo bán áo phát là không tin được đúng không? Từ chất liệu, form, dáng, kiểu
từ cái khóa này mấy chị cũng chưa bao giờ mua của nhà Lão luôn. Những cái mẫu mấy chị đã từng mua, mấy chị đã khen. Bây giờ cái mẫu này là mấy chị hết khen nổi luôn. Phi sập á. Cái này người ta đang bỏ nghiêm cho em là 160 em mới lấy. Nhưng mà em lấy được hết nguyên cái lô đó thì người ta bỏ cho em giá sale 160 về em phải bán 180. Đúng không? Bây giờ em bán cho mấy chị. Nghe em nói giá nha, 150. 150 à. 62 kg đổ về em thảo bao vừa. Và ai có chất liệu như thế này bán dưới giá được 150, tặng mấy chị một cái nữa. Thôi dưới giá 180 luôn, tại vì lấy là 160 rồi, đúng không? Độc quyền ha mấy chị ha. Vải này mấy chị cũng không biết tới nó. Nó sao nhờ? Nó giống như vải Quảng Châu ngày xưa mấy chị mua á. Nó giống tựa tựa như thế, nhưng mà cái đường viền, mấy cái đường viền thì nó làm xịn hơn. Mấy cái khóa này nè, mấy cái khóa này nó cũng làm chất liệu mới hơn nha. Rồi comment giùm em cam 149-150 gì mà em đọc quên mất rồi. 150. Ờ, tay phối thôi, cái này em khỏi mặc mẫu mấy chị ơi, bởi vì nó không có đủ hàng để mặc mẫu đâu. Rồi chị Nhung luôn một cái mua, ok. Tao tự nhiên tụt đi rồi trời. Cho heo sumo. Đây là nguồn dài đúng không? Tự nhiên cái tụt đi một cái, tự nhiên hết muốn lên hàng đang sung mà. Có cam chị Đỗ Phương. Rồi. Có 150 thì chị Trinh Nguyễn. Rồi. Mấy không hiện comment buồn quá. Thích đê, thích đọc comment. Rồi bộ dài này còn nhiêu bộ, được chục bộ không vậy? Rồi bộ dài màu nu à, 98.000 đi, comment giùm em bộ nu 98.000. Bộ nu 98.000. Áo khoác chị Nguyễn Anh nè, à, ok. Sao bên đây đó không hiện mà bên đó cũng không hiện hay sao vậy? Rồi, không em không bán đồ đánh răng, cam chị Xuân Võ, em chỉ bán hàng mà em biết được nguồn gốc xuất xứ thôi. Còn cái gì mà lấy tào lao em không có lấy đâu. Nu cho chị Thanh Vân một bộ ok. Rồi nu chị Nguyễn Huyền một bộ ok. Còn dài không em? Còn dài không đem ra hết đi. Rồi, Pyjamanu, bấm thích lại livestream đi. Đang 400 em đang sung, tự nhiên cái nó ù xuống một cái còn 300, cái tự nhiên hết bút luôn. Không biết phải lên hàng gì luôn á. Rồi bộ nuôi chị Nhiên Trường ok, bộ nuôi chị Ngọc Bích em thở ok, em đang lên bộ dài nha. Để em lấy hết bộ dài ra em bán, hình như còn ở 5-70 bộ thôi chứ không nhiều, tại vì lâu sau lấy có 200 bộ thôi. Chờ chị Thị Phan có số điện thoại không? Ủa? Sao không đọc giùm vậy? Trời ơi. Máy bên đây nó còn chậm hơn máy ở bên đó nữa đó. Rồi màu đỏ, đỏ cũng đỏ dài luôn nha mấy chị. Rồi đỏ 98.000. Chị Trần Đoàn. Rồi, tôi vừa ông Thảo vừa bao vừa. Rồi 98 chị Tường Vy. Rồi, rồi bên đỏ 98 đã nói là bữa nó pyjama này bao vừa. Bà bé cha, à, bà gì? Bà 6 xẹt, bà 65 kg bán mặt đó. Mà 6 xẹt đâu có cao được như bà đâu, đâu có dạ, không có bà đâu. Chị Fan ơi. Rồi, màu đỏ 98 luôn, cũng là quần dài nha mấy chị nha. Em đang lựa hết quần dài em bán cho mấy chị đây, quần lẫn mấy bữa nên bán cho. Úi trời ơi. Sơ mi còn bao nhiêu cái nữa vậy em? Vậy lên cho nó xong cho chấm sơ mi đi. Rồi, không có màu nâu, có màu nu thôi. Rồi màu đỏ, đúng rồi. Trời má ơi, xuống còn có 200 mấy người thôi đó hả? 200 mấy thì làm sao mà đủ xung để em lên hàng đây? Đủ xung để lên hàng đây. Bộ nu 98 với chị bắp cải. Ok, nè bộ đỏ nè. Sao đủ xung để lên hàng hả mấy bà già? Bộ nu 98 với chị Như Quỳnh. Rồi, nu chị Như Quỳnh bộ luôn. Bộ đỏ 98 với chị Mộng Nhi. Rồi, ok luôn. Bộ rồi, đỏ 98 với chị Trần Huỳnh. Bấm thích livestream nha mấy chị bộ nha. Bộ nu 90, nu 98 chị ơi. Rồi, đợi bả đi, 97 đi, bé Trần nè. Bộ đỏ 98 với chị Quyền Linh. Rồi, xong chưa? Yêu việc mà tuột ào ào chúng ta ghét quá đi. Bộ đỏ 98 với chị Xanh Biển, còn bộ đỏ không? Rồi bộ dài, bộ dài. Ê lộn, bộ vàng, bộ vàng. Bộ đỏ 98 với chị Trúc Ly Đặng. Rồi bộ vàng được mấy bộ vậy? Vàng được 3 bộ nè. Bộ nu 98 chị Lê Thị Tuyết Mai. Rồi xong chưa? Đầm tiếp hả? Phiêu tuột mà đầm tiếp. Đánh với bà bây giờ, đánh với bà thục đó bây giờ. Bộ đỏ 98 với chị Họ Võ. Cái nào nó giống nhau nè, lên cho nó nhanh nè. Bây giờ cái nào nó giống nhau để lên cho nó đã nè. Nó đá ra hả? Ăn ở sao cho nó đá ra. Ăn ở sao. Rồi lô sơ mi còn mấy cái mà ác nghiệp. Lẹ mẫu. Màu nâu 41.000, 62-63kg đổ về. Rồi vàng nu đỏ còn hàng hết đúng không? Vàng nu đỏ còn đủ hàng đúng không? Rồi xong, đầm hả? Lựa kệ nó đi, cho Như mặc lựa đại đầm nào cho Như mặc đi. Muốn bán mẫu nào thì lên mẫu đó. Giờ em cũng hết biết bán mẫu nào rồi, nhiều mẫu quá.
Trời ơi, mấy chị coi nè, 62 giặt trâu, giặt bầu, nu đập nhanh, nu lên. Rồi 41 chị Lê Nhiễm. Rồi. Rồi 41 chị Nguyễn Mai. Rồi. Bộ vàng 98 chị Mỹ Huệ. Rồi. Nu 41 chị Thanh Vân. Rồi. Bộ vàng 98 chị Xuân Mai. Mai nó đá ra. Bộ vàng 98 chị Thương Lê. Hết vàng rồi nha, hết bộ vàng. Nu 98 cho chị Kim Ngân Nguyễn Thị. Rồi ok. Rồi nu tiếp. Nu 41 cho chị Giang Lý. Rồi. Nu 41 chị Huỳnh Hồng. Rồi. Nu 41 cho chị Hồng Anh. Rồi hết. Rồi cái này là màu xám nha mấy chị ơi. Rồi cái này là màu xám nè. Rồi comment giùm em Thảo là xám à, 60kg đổ về, giặt bầu luôn ha mấy chị ha. Rồi xám, xám được 1, 2, 3, 3 thằng xám. Rồi đọc tên xám giùm cái luôn đi. Rồi 3 thằng xám thôi nha. Rồi 2 thằng caro. 2 thằng caro này cổ tròn nè mấy chị. Rồi, ôi tinh luôn trời ơi, 40 mấy ngàn. Comment giùm em ạ, cổ tròn. Cổ tròn được 2 tuổi, chất liệu nè mấy chị ơi, chết không? Chết không mấy chị? Rồi xong chưa, xám đập cho 3 người xám. Xám 41 cho chị Nguyễn Anh. Rồi. Xám 41 cho chị Nguyễn Huyền. Rồi. Xám 41. Xám 41 cho chị Minh Minh. Rồi ok. Rồi cái này là caro 41, caro 41 được 2 thằng. Rồi tiếp theo, mấy cái nghiệp này sao mà nó ít quá vậy, sao mà đủ chia? Cái gì? Thì bởi vậy nó mới nói là không đủ chia đây. Rồi cái này comment giùm em màu cà rốt. Ôi sao không đủ? Hết hàng luôn hả? Rồi cái này cho bà thằng đâu đâu còn nhiêu. Có giống không vậy? Có cái nào giống cái nào không vậy? Rồi nè cái lẻ chưa, cái lẻ để cho bà thằng Nguyễn trước cái đã này, thằng Nguyễn Sĩ nè. Rồi cái cà rốt được 2 cái của ai đây? Cà rốt được 2 cái. Chị Nga Nguyễn. Rồi ok. Cà rốt. Rồi cái này là đen, đen 41. Rồi đen được mấy cái nè mấy chị ơi. Rồi Birama cũng không kịp lên hàng, nó lên bá lã binh. Cà rốt đi mấy chị ơi, cà rốt 41 đi chị Phương Sa. Rồi đen, sắn tay áo lên đi mấy chị, sẽ biết có biết như thế nào ạ. Rồi đen 41 đi. Rồi đen 41, đen 41, đen 41. Rồi hai cái cà rốt thôi à, không đủ. Cà rốt 41 đi chị Phương Võ. Rồi hết cà rốt cho mấy chị ơi. Rồi qua đen, qua mã đen. Rồi qua mã đen. Đen 41 đi chị Phương Sa. Rồi caro. Caro hết, à, không đen đen đen. Úi rồi lộn nha, lộn nha. Giờ để lại cái đen đó lại này, đen này nè, đen cái cổ sơ mi, cái đó cổ trụ rồi. Rồi đen 41 liền. Rồi đen 41 chị bé Tranh Bình Dương. Rồi. Đen 41 chị Nhung Đinh. Rồi. Đen chị Giang Lý. Rồi. Còn không? Còn cái nữa. Đen 41 chị Huỳnh Nguyên. Rồi ok hết. Rồi cái này comment giùm em màu cam. Cam 41 được 2 cái. Rồi 60-62kg đổ về. Thôi đừng có quảng cáo, đem về đi, đẹp lắm. Rồi cam được, rồi cam được nhiều, cam được 5 cái luôn. Được 5 cái cam, được 5 cái cam. Rồi đen để riêng ra, để cái đen đó cho Hằng Nguyễn đi. Để đen cho Hằng Nguyễn hồi nãy nè. Ủa sao mẫu này còn dư hàng hay vậy? Rồi xong chưa? Rồi qua cam đi. Cam 41, cam 41, cam 41 chị bắp cải. Rồi ai nữa? Cam 41 cho chị Dương Hoa. Dương Hoa. Cam 41 chị Phương Sa. Phương Sa. Cam 41 cho chị Dương Dương Hoa, cảm ơn một lần thôi chị ơi. Cam Minh bậy bạ quá đi. Cam 41 cho chị Minh Minh. Rồi, còn cái cam 41 nữa. Rồi cái này xanh 42 giùm em đi mấy chị ơi, để nó khỏi lệch mã. Cái xanh này nó nghiêng về xanh biển nhiều hơn nha. Rồi xanh 42 được 2 thằng. Cam 41 chị Huỳnh chị Kim. 3 thằng. Rồi xanh 42 nè. Rồi xanh 42 được 3 thằng. Caro 41 chị Lê Rin. Caro 41 chị Mộng Nghi. Rồi xong chưa? Rồi kế tiếp. Ôi ôi nó ngọt nè. Comment giùm em mã đẹp 42 mấy chị. 62, 63, 64 cái ông dù luôn á trời. Ai gọn gọn người hốt hết cho em nha. Mới 1 giờ mà tụt view dữ vậy mấy chị ơi. Kéo view lên chứ. Kéo view lên đi. Phương Sa. Rồi. Xanh 42 chị Thúy Phạm. Rồi. Đẹp 42 được 3 thằng. Xanh 42 cho bé Tranh Bình Dương. Rồi ok xong. Rồi cái này là lá mấy chị, ghi chữ lá giùm em nhé. Tại vì nó nghiêng về xanh lá. Rồi đẹp được 3, được 3 cái đẹp đó, nhận 3 cái đẹp. Đẹp 42 cho chị Nguyễn Huyền. Rồi xanh lá. Đẹp 42 chị Bắp Bắp Cải. Đẹp 42 cho chị Dương Hoa. Đẹp không mấy chị. Em cứ ăn tiền lời theo tỷ lệ của em vậy thôi chứ. Em lấy rẻ là mấy chị được hốt hàng hà. Rồi xong chưa, xanh lá. Xanh lá, xanh lá, la sánh, la sánh. Tại tuột view quá em hết sung á. Rồi, à, lá. Cho lá đi chị ơi. Qua lá đi. Lá 42 đi chị Diễm Võ. Rồi.
lá. Xanh lá hai cái chị Lily. Rồi. Rồi lá tiếp còn ba lá nữa. Xanh lá 41 là chị Minh Minh. Rồi, còn hai lá nữa. Xanh xanh lá mấy chị ơi, xanh lá 42 là chị Nhung Liêu. Rồi tím nè. Rồi còn dư một cái nữa. Rồi tím, tím 41 cho em Thảo, tím. Từ từ nha mấy chị ơi, nó ít quá, chi không đủ chứ không có gì hết trơn á. Tại vì nó quá ít. Lá 42 là chị Thảo Phương. Rồi ok. Rồi tím nè, 1, 2, 3. Rồi 4 tím, nhận 4 tím. Rồi cái này là ghi chữ đậm cho Thảo nha. Rồi cái này mấy chị ghi chữ đậm cho anh Thảo. Tím là chị Hằng Nguyễn. Tại vì em lấy được lô thanh lý của siêu thị nó mới rẻ như vậy. Chứ tím không phải là hàng nữa. Em bán mấy 70 ngàn em vẫn tự tin em bán. Nhưng mà em lấy được rẻ. Rồi hết rồi. Rồi cái này là đậm nè. Đậm được 4. Rồi nhận đậm cho 4 người nha. Rồi cái này comment giùm em là Thảo là sọc đi mấy chị nha. Rồi mã đậm nhận cho 4 người đậm đi. Rồi cái này là sọc 41 chị Lê Nhiễm. 60-62 kg mấy chị thoải mái cho em Thảo nha. Mặc được 2 kiểu. Người nhỏ ký mình đóng thùng hoặc là mình mặc theo phơm rộng, hoặc mình mặc legging, hoặc là mình mặc luôn cái quần đùi để cho nó giấu luôn cái quần đùi. Đẹp đậm lắm mấy chị. 41 chị Bé Tranh Bình Dương. Rồi đậm được 4 cái á. Đậm 2 cái đó chị Lily. Rồi hết mã đậm nha mấy chị ơi. Rồi cái này là sọc đúng không? Được 4 cái sọc. Sọc 41. Rồi cái này mấy chị ghi giùm Thảo là caro đi nha. Caro 42 giùm Thảo nha. Rồi cái này mấy chị ghi là mẫu caro giùm em Thảo. Tại vì không biết lập nó là cái gì luôn á. Rồi qua mẫu caro. Trời ơi nhiều đồ quá em Thảo không biết lên cái gì trước lên cái gì sau cho mấy chị hết. Caro 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 caro. Sọc 41 chị Minh Minh. Rồi caro nè. Sọc 41 chị Phương Võ. Caro nhận cho 2, 4, chị Nguyễn Đăng. Rồi caro đi đọc caro. Caro 42 là chị Nhi Nguyễn. Thảo mấy chị không lấy hàng quá. Caro 42 Thúy Phạm Huệ. Lên luôn đi lỡ rồi. Caro 42 chị Lena. Caro 42 chị Hương Hương. Còn 250 nè, đang buồn đây. Caro 42 là chị Nguyễn Huyền. Em cho mấy chị nhìn cái cổ của nó nha. Nó vải kinh khủng không? Tí cái màu đầm vàng còn đẹp nữa. Cái đầm vàng còn đẹp nữa nhưng bây giờ hết người rồi, để ngày mai em Thảo lên cho. Chắc chưa? Cái giải là gì ạ? Phôn giấy nha. Phối phôn giấy mà biết phôn giấy là cao tiền cỡ nào rồi. Nhìn cái rang của nó đi ạ. Đóng bức cửa đây. Rồi, chỗ còn quá đây. Trời đây nè hè. 56, 57 chuyện bình thường. Hết nước rồi em ơi. 56, 57 là chuyện bình thường nha mấy chị. Giờ em bán cho mấy chị bao nhiêu tiền đây? 118 ngàn. Rồi đó, màu đỏ 118. Ờ, sơ mi, ừ, thì tại đi lấy được thanh lý. Thanh lý thì nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà thanh lý thì mình phải lấy số lượng lớn. Trời ơi, mấy chị ơi. Rồi mẫu 53 kg. Rồi comment liền cho em Thảo đầm 53 kg. Đang mặc thêm một cái quần jean bên trong. Đang mặc thêm một cái áo dây bên trong. Mấy chị đỏ lê jean ok. Được bao nhiêu cái đỏ đây? Rồi mẫu 50 53 kg mấy chị ơi. Rồi, đầm đỏ liền cho em Thảo. Có 58 chị Lê Liên. Mút ngực đàng hoàng tử tế, không thiếu thứ gì hết nha. Em giờ em chỉ thiếu khách thôi chứ em thiếu hàng đẹp. Chỉ thiếu khách thôi. Ủa caro em Thảo hết sạch rồi. Nè, sơ mi nó còn nhiêu đây nữa. Lẻ mẫu nào không biết bán sao để cuối giờ rồi em lên cho nha. Rồi, đầm đỏ 148 phải không? Thì những đầm đỏ đó chị Lê Ly. Rồi, ai lấy đầm đỏ? Em lên hàng nào vừa lấy chứ giờ mấy chị em yêu cầu em biết ai theo số ký nào mà em theo yêu cầu bây giờ đây hả mấy chị? Hả? À, rồi, caro xanh nè, comment giùm em caro xanh. Còn 118 chị Phan Phượng. À caro xanh này. Đây caro xanh 41, làm đỏ chị Phan Phượng em bảo ok. Caro xanh 41 được 2 cái nè. Chào cửa. Rồi đúng chưa? Rồi, Carono đầm là cho chị gì nữa đây? Đầm đỏ 118 chị Ngọc Liên Trần. Rồi Ngọc Liên Trần. Quỳnh thị Mỹ Dung chặt số điện thoại chị ơi. Quỳnh thị Mỹ Dung có số bỏ qua. Rồi caro xanh cho chị nào đây? Caro xanh cho chị heo có buồn. Rồi, nu cổ trụ nha. Rồi nu 42 được 2 cái nha. Nè nu 42 được 2 cái. Đầm đỏ 118 chị Thương Lê. Rồi cái này cổ trụ luôn. Comment giùm em đỏ 42 và đen 42. Đỏ 42, đen 42. Cái đó là nu. Đầm đỏ còn không vậy? Phan Phượng có rồi, đừng comment đó chị ơi. Rồi. Đầm đỏ Thương Lê. Rồi đầm nu 42 là chị Tê Hằng. Rồi. Nu là chị Nhung Nguyễn. Rồi ok, hết nu.
Rồi đỏ 42, đen 42, cổ trụ nha mấy chị, đỏ 42, đen 42. Giờ không lên kịp rồi sao mấy bà? Đỏ trụ với đen trụ thôi chị Hằng Nguyễn. Em lên hàng không kịp chứ phải em không muốn lên đâu, nhiều mẫu lắm mấy chị ơi. Trời ơi nó đẹp nè, 60kg đổ về, comment giùm em. Cho em bán 43.000 mà ăn 2.000 mấy chị nhá. Áo 43.000 được 2 cái. Nó đẹp quá trầu luôn á. Rồi lên cái đầm giống hồi nãy nữa đi nha. Cái đầm của ông bé nó mặc mẫu để cho mấy chị mua được cái đầm ấy nha. Cái đầm, ôi coi vải nè mấy má ơi. Mút ngực đàng hoàng tử tế nha mấy chị. Mà đầm nhà em còn thiếu cái gì nữa mấy chị. Rẻ có, đẹp có, mút ngực có. Ren phối có. Áo 43 chị Hằng Nguyễn. Có, cái gì cũng có hết em. Áo 43 chị Thanh Xuân. Rồi hết hàng luôn rồi. Thậm chí bây giờ mà nó phối luôn cái vôn giấy, cái vôn mất tiền mà nó cũng có 100 mấy như thế này thì chết người à. Đầm đen 118.000 cho em Thảo à. Rồi, người mẫu mặc rồi đúng không mấy chị? 56, 57 chị là chuyện bình thường, thậm chí còn hơn, nhưng mà em bị báo 56, 57. Đó, người mẫu mặc. À, mấy chị canh cơm cho dễ nha, 1m6 bằng ký em, bằng luôn chiều cao của em. Ủa đầm đó luôn hả? Rồi, hồi nãy đông không lên hàng luôn. Rồi 100 nhiêu vậy? 110 mấy ngàn vậy? Rồi ok. Rồi đầm đen dục luôn. Rồi đưa cái đầm đó xả kho luôn. Hai đầm đen được nhiêu đây thôi. Nó chụp lẹ. Sơ mi thì còn được nhiêu đây. Nè khách sĩ nào lấy sơ mi. Hồi nãy đông sĩ. Em không biết là còn mẫu lẻ đó. Chơi chơi để em cho lên một cái áo vàng thun giấy để chị nào may mắn chụp trước cái thun giấy này trước cái đã. Đầm đen cho Suka Suri. Không đọc comment mà không trời ơi. Để ý giờ nhiệm vụ chỉ có bấm thôi, để ý hết đi. Mất cái nhịp của người ta. Đầm đen cho chị Tuyền Thanh. Tuột view mất tiêu rồi, lấy gì mà lên áo nam mấy mẹ. Nè em đã lên. Tuột view của con nhỏ rồi mà lên áo nam. Em lên một cái thun giấy mà thun giấy đặc biệt mà em mới. Nè nè Như mặc luôn đi. Cho mấy Như mặc kệ nó, bự mấy chị cho người nhỏ mặc. Rồi, tặng mấy chị cái đầm nè. Đầm này nó không có đẹp nha mấy chị. Nó là yêu nghiệt chứ không phải là con người, nó không có đẹp. Mẫu khỏi mặc, khỏi miết gì luôn. Tuyệt vời lắm rồi. Kéo lên đi, kéo lên đi. Sắc, không phải, không cần luôn. Cứ vợ. Áo vàng 69 cho chị bé Tranh Bình Dương. Rồi, vàng cho Tranh, bà Tranh già trước nè. 65kg thảo bao vừa. Nhìn nó mặc không mê. Còn chất liệu đem về mới sung sướng nha mấy chị. Chất liệu đem về mới sung sướng. Tất cả tiền, mấy chị ơi. Tiền ở thun giấy này hầu như chưa bao giờ thảo bán. Giấy này là giấy loại mới nha mấy chị. Nó giống như là cái giấy hồi xưa mấy chị mua 120. Nhưng mà cái này là chất liệu mới. Nó trẻ trung hơn, nó năng động hơn cái giấy kia nữa. Rồi tiếp tục vàng 69 đặt tên này. Áo vàng 69 Lena. Áo vàng 69 Thanh Vân. Rồi áo vàng dục ra mặc áo hồng luôn. Áo vàng 69 Trần Tuyền. Rồi. Chồng tại chỗ cho mấy chị coi cái phơm cho nó. Áo vàng 69 chị Tạo Thu. Áo vàng 69 chị Hồng Anh. Rồi hồng. Áo vàng 69 chị Nguyễn Trâm. Áo vàng 69 chị Thùy Đặng. Rồi nu luôn nha. Áo vàng 69 cho chị Phương Võ. Rồi hết rồi, đừng nhận nữa. Rồi qua hồng đi. Nu luôn nè mấy chị. Còn áo American mặc không qua hả? Trời ơi, lên không kịp đâu vào đâu hết trơn á. Em ước gì thời gian có thể double lên mấy chị à. Nhìn áo bự là thích liền, không cần bự. Không cần bự, vải đẹp là được. Rồi hồng xong chưa? Rồi lên nu hồng chị Thanh Vân luôn. Hồng chị Thanh Vân dục ra một cái em. Rồi nu cho chị Lê Na dục ra một cái. Hai hồng cho Ly Ly xuống hàng luôn hết mẫu. Rồi màu nu nè. Nó chưa kịp mặc là hết mẫu bà rịa nó mất rồi. Nu hai chị Ly Ly. Rồi nu hai chị Ly Ly ok. Nó chưa kịp mặc. Có ai tên giá sĩ nói thiệt mấy chị 69.000 mấy chị chưa lấy sĩ được. Còn áo nu đâu mấy chị ơi. Rồi còn nu. Nu 69 chị Nhiên Trương. Rồi. Rồi nu là còn 4 cái nu nha. Nó đang nó lên cái đầm đó mà cái áo đẹp quá lên áo luôn. Rồi chắc mới đen. Áo nu 69 cho chị Hồng Anh. Ok chị Hồng Anh. Rồi nu tiếp theo. Hồng kèm màu đi chị Trang Nguyễn. Kèm giá chị Trang Nguyễn ơi. Rồi trắng 69 đen 69 cho em Thảo luôn nha. Trắng 69 đen 69. Được chưa, để em lên cái Dubai này chứ. Cảm ơn chị Trần Tiền. Tại vì em lọc phải tới mấy người lọc luôn. Nói thiệt sự luôn. Trước khi lấy một sản phẩm gì đó tụi em phải có trải qua phải hai người coi vải em mới chịu. Hai trắng cho Lily.
vỏ nhi là màu nu hết màu hồng. Rồi, màu hồng với nu chị Trang Nguyễn comment sai bỏ qua, Thảo Trần comment sai bỏ qua. Màu hồng còn không cho chị bé Kem, ok. Màu đen cho chị Song Sinh, hai đen là cho chị Lily. 69.000 chị ơi, hai đen cho Lily dục ra. Rồi Hà Phan bỏ qua. Rồi hai trắng cho hai nãy hai trắng cho ai rồi? Còn trắng không vậy? Nu cho chị Trần Yến Ngọc luôn. Trắng, nó trắng rồi phải không? Vậy còn màu gì? Còn một cái màu nu duy nhất luôn không? Ngọc Lê comment sai bỏ qua. Phương Võ hết trắng nè, Hà Phan sai bỏ qua, Ngọc Lê sai em Thảo bỏ qua. Rồi Trần Chí Cưng hết màu trắng hả? Trần Chí Nguyễn là em Thảo hết màu trắng nè, rồi cũng bỏ qua luôn. Còn một cái màu nu 69.000. Rồi đen cũng hết luôn, vàng hết, còn chi hết. Đây cái áo của hôm qua con Mai đưa căng nè. Mấy chị kêu em Thảo lên xong cũng nói hồi em quên mất tiêu luôn. Vàng. Ai tới đâu giãn tới đó, 60kg đổ về. Được bao nhiêu cái vàng vậy em? Tống luôn giá 68.000 đó. Còn về đẹp thì mẹ thấy em bán rẻ thì cho em một lượt xe là được rồi. Vàng 68.000 mấy chị ơi, đồ kiểu em vẫn bán bằng với đồ thường nha mấy chị. Rồi vàng 68.000, chị nào lấy chụp lẹ lên để em coi còn màu gì nữa không. Màu gì nữa em, có đen không vậy? Rồi lên đen cho chị luôn đi. Mua hết tiền rồi cứ mua hoài. Thì đồ sao lên đồ nam hả? Hai vàng cho Lily nè. Đó là Lily không chịu comment vàng 68 đâu, cứ hai vàng nữa. Hai vàng bên kia nó đắp bồ lên. Vàng 68 chị Đỗ Phương. Rồi chị Đỗ Phương đủ vàng không em? Còn ba cái à. Ê, đen luôn nha quý vị đồng bào. Vàng 68 đen mấy luôn chị ơi. Đen luôn nha. Điện thoại ạ. Đen 68.000. Mấy chị thấy không? Nó đơn giản, nó có mấy chục ngàn mặc lên người mẫu thấy sao. Đen hai cái chị Lily. Đen hai cái chị Lily. Và còn vàng kìa. Còn hai cái vàng nữa. Rồi hết áo nu luôn rồi, có không? Hà Phan cũng hết áo nu luôn đúng không? Hết áo nu rồi. Rồi cái đen này phải cái đó không vậy? Chị Thái. Rồi ok, rồi hai cái đen. Ủa còn hai, còn cái, cái đen à, hai cái là của chị Lily rồi đúng không? Rồi ok, vậy còn cái đen. Mặc luôn mẫu đó luôn hả? Trời cho phe cái cổ cái đi. Nó lỡ nó mặc rồi em phải khoe cái cổ thôi. Màu đen như chị Đỗ Phương hết luôn rồi. Rồi xong chưa? Cho khoe cái cổ để biết hàng như thế nào. Chứ kêu giống thị trường. Ok thì giống thị trường. Rồi. Đẳng cấp chưa mấy chị? 60kg em Thảo bao vừa. Hết đen rồi mấy chị ơi. Còn vàng 68 ạ. 70.000. Nu 70k cho em. Còn mấy cái không? Rồi đưa nu hết ra đây. Hết rồi, rồi xong chưa? Vàng 68 với chị Hoàng Liên. Thấy áo đợt này đẳng cấp không? Thấy đầm đợt này sao? Thấy quần đợt này sao? Rồi, nu 70.000 lấy nhanh, cho con cái cổ nó hết hồn không? Rồi tiếp tục đưa màu vàng cho chị luôn đi. Nu và vàng luôn nha, 70. Nu 70 ạ. Nu 70. Nu 70 đi chị Thùy Linh. Rồi. Nu 70 đi chị Suka. Trời, mặc cái vàng lên cho nó rực cái da lên cho mấy bả xơi một cái coi. Đen hết chưa? Hết đen, đen rồi, rồi hết đen rồi. Rồi em lên nu. Phan Bích Loan có đơn hàng chưa? Có số điện thoại chưa? Chị Nguyễn Bích Loan. Chị Nguyễn Thị Bích Loan. Ok, chị Phương Võ nu luôn. Phương Võ. Ok, rồi còn nu không? Rồi xong chưa? Nu cho chị Trang Nguyễn luôn. Nu cho chị Mai Trần luôn. Nu chị Trang Dương luôn. Nu Phạm Linh luôn. Rồi vàng cho chị Huy Đặng luôn. Rồi vàng lên luôn em. Mai Trần này không nghe máy. Không nghe máy, bỏ qua cho người khác đang thiếu hàng. Rồi tiếp tục màu vàng nè. 70 chị Tú Trang. Rồi vàng chị Thùy Đặng nè. Ôi. Mấy chục ngàn đó mấy chị. Phạm Linh nè. Mấy chục ngàn đó, không phải mấy trăm ngàn đâu nha. Rồi còn 3 vàng, 4 vàng. Còn này ít quá thì lên luôn hãy hồng với cam khỏi mặt mẫu luôn. Được chưa? Vàng 70 phải 69 có chính mã kia. Nè vàng nè đọc. Vàng 70 cho chị Kim Nương. Vàng 70 cho chị Kỳ Thị Nguyễn. Không phải mấy trăm ngàn đâu. Còn hai cái nha. Vàng 7. Hết vàng rồi đâu. Ủa còn vàng hả? Còn hai cái vàng kìa. Đang ế. Rồi hai cái cam, ba cái cam. Với lại được hai cái hồng. Mấy chị thấy sao? Thấy vài chục ngàn đáng đồng tiền bát gạo của mấy chị chưa? Đó, thấy hai tô phở của mấy chị có giá trị chưa? Nha, còn vải nha em thì mấy chị thừa biết rồi, giờ chỉ có kiểu cọ thôi ha. Hàng có cổ này đợt này nó làm cho em mẫu này, nhưng mà em không biết đợt sau nó có mẫu nữa hơn không, tại vì thấy hầu như cam bây giờ hàng vải nó hết vải để mai rồi. Rồi cam cho chị Thủy Trần Kim nè, ok. Hết vải rồi, tại vải cũng phải nhập. Nu 70 đây chị Ngọc Lê. Nu 70 chị Ngọc Lê nè. Không dồn đơn à, có điện thoại không nghe máy, bên không bán hàng nữa. Rồi cam cho bé Chanh nè. Gương. Rồi còn gì nữa? Rồi xong chưa? 10 mẫu 53kg chị ơi. Rồi
người mẫu nó bằng em ngày trước đó mấy chị. Mấy chị cứ canh cơm của em Thảo ngày trước là ngon lành. Vàng còn không vậy? Vàng còn không cho chị Tuyết Nhung? Vàng 70 thì Tuyết Nhung. Rồi hồng là cho chị hồng cho chị Trần Tuyền. Vàng 70 thì chị Xuân Mai. Cam cho chị Xuân vàng Mai. Vàng gần giá tiền chị Thanh Vân ơi. Hết vàng rồi mở. Rồi còn một cái màu. Trời ơi, xong tặng cái mày đi rồi em lên trong cây Đồ Nam nha. Lên Đồ Nam cho. Vàng 70 thì chị Nguyễn Bích Ngân. Đồ Nam muốn lên màu gì? Giờ cho ý kiến đây muốn lên màu nào? Chiều màu đó với chị luôn. Vàng 70 thì chị Suka. Em bật mí cho mấy chị màu trắng tuyệt vời. Màu trắng tuyệt vời, cực kỳ sang. Em nói thiệt, có nhiều anh nó đi lao động thì nhiều người mình cảm thấy chồng mình hơi dơ dơ là do biết sao đen ra nắng nhiều. Nó có nhiều anh nữa cái tướng không được sang lắm, nó cái đó là nói thiệt chứ không phải. Có nghĩa là mỗi người có một cái cơ địa khác nhau, có những ông uống bụng bia rất là sang trọng thì mặc màu trắng thì nó lên nó rất là sang. Nhưng nếu mà chồng mấy chị đi lao động thì đừng mua màu trắng nha. Ví dụ mình đi chơi đi tiệc này kia thì mình mua, còn mình đi du lịch này kia thì mua màu trắng. Còn màu trắng mấy chị không phù hợp với những anh đi lao động. Còn cái áo này mấy chị mặc càng đổ mồ hôi càng mát. Nha, yên tâm. Rồi xong chưa? Xanh riêu hả? Xám mới lên rồi bà cố nội. Xám mới lên rồi mấy quỷ. Rồi tặng cái đầm này cái đã. 55-57kg đầm 125.000. Bây giờ em thanh lý cho mấy chị là 69.000. Rồi chị nào nhanh bập lẹ liền giùm em Thảo. Hàng này là hàng gì công sở đó mấy bà già, Trung Hà Nang đó mấy bà già. Rồi đầm 69. Rồi bây giờ chị em nào muốn lên màu gì em lên màu đó. Em có trắng, có đen, có xanh coban, có màu đỏ, đủ thứ hết luôn. Rồi đầm chị Mộng Nghi luôn. Ok, bao nhiêu đây thôi hả? Rồi lượm giùm cây đầm ấy. Rồi chị Diễm Võ luôn. Tâm chưa? Tâm chị là chị Lê Rin. Lê Rin luôn. Tâm chính là chị Đỗ Phương luôn. Rồi mấy trăm ngàn bạc giờ bán nửa giá đó mấy bà già ơi. Rồi chị Lê Thị Tiết Mai. Ủa không ai đưa ra ý kiến hả? Lên màu nào lượm màu đó hả? Màu nào ít nhất hả em ơi? Lên màu nào ít nhất? Lên màu nào có số lượng ít nhất luôn. Ở Nam á lên một kiểu, xong tối nay em lên tiếp cho. Tối nay mận đơn mới nha mấy chị nha. Đơn này đã dập nhiều lắm rồi. Đơn này nó đập dập nhiều lắm rồi. Làm tới chính Ngọc Bích nè, không nhận đơn mới nữa nha. Giờ 1:30 rồi, không nhận đơn mới nữa. Chị lên nè. Rồi, xong chưa rồi, để em chuẩn bị lên. Ngọc Nguyên Trần. Rồi. Đơn 69 chị Phạm Thanh Thảo. Đơn 69 chị Bích Thủy. Nè, đầm vàng có nè, nhưng mà có ít lắm. À, còn 3 cái 69 rồi, cái này ghi là dùm em vàng 69 luôn đi. Đầm 69 chị Phượng Xuân. Rồi đầm 69 chị Phượng Xuân, còn 2 cái nữa. Rồi vàng 69 chị Thảo. Chị ơi, chị nào mới mua 1 cái thì mua thêm cho đủ đơn đó mấy chị ơi. 55kg đổ về, không Hà Lan luôn. Em mới giao hàng ạ. Vàng 69 ạ. Rồi bây giờ mấy khách mới thông cảm giùm em nhé. Em không nhận đơn mới nữa. Đơn này là lập 3 like lại với nhau rồi. Nguyên ngày hôm qua với hôm nay nữa. Chị Nguyệt Đỗ ơi. Rồi đầm cho chị Tiết Nhung 1 cái kìa. Rồi vàng cho chị Tiên Tiên nè. Rồi đầm ba mặt. Đầm ba mặt hết rồi. Đặng Kim Tài. Rồi Đặng Kim. Rồi hết rồi. Rồi bây giờ là vàng 69 nè. Vớ hả? Vớ tùm lum hết trơn giờ nhà. Còn tá lã binh em cũng không biết còn cái gì nữa. Vớ da còn không mấy đứa? Vớ da 65 còn không vậy? Vớ da 65 lấy cho chị mới luôn đi. Rồi vàng 69. Vàng 69. Mang mẫu vô lên nè. Nè sơ mi còn bán sơ mi chứ tôi khùng luôn. Sơ mi dưới 200 người rồi bán cho mấy bà già ô. Vàng 69 cho má chị Thái. Vàng 69 cho chị Hiền Trần ha ha. Vừa có đơn mà Thảo nhận không được, thông cảm giùm em nhé. Bây giờ là gộp rồi. Chai nước màu 15.000 chứ nhiêu bà nội. Vàng 69 chị Tùng Nguyễn. Rồi. Vàng 69 chị Lena. Rồi. Vàng 69 chị Tú Trang. Ghi chữ sơ mi 41.000 cho em đi, khỏi lộn. Còn một cái mấy chị ơi. Rồi sơ mi 41. Rồi cái này là ghi là xanh 41. Lên một cái thôi em ơi. Xanh 41, xanh đi, 41 đi, lên đi. Quần dị giờ em biết em bán nhiều quá. Chúng em biết mua lên hàng kèm điện thoại với em lên được hơn ạ. Bán 65.000 vẫn bán duy trì sơ mỗi ngày 100-200 cục đúng không? Sơ mà đem ra tặng Hoàng có 59.000 thôi đó. Mấy chị ơi, mấy cái này để em mua về em câu nước view. Nước màu 15 cho chị Phạm Ngọc. Em bán em câu view, bà nào chữ em chảnh em chịu nha. Không có đơn hàng được mua. Hai cái nước màu bé Tranh Bình. Mấy chị có mua 100 cặp như thế này, 100 bịch như thế này em cũng không giao riêng cho mấy chị đâu. Đó là điều chắc chắn luôn. Mấy cái hàng này
bây giờ cửa khẩu này kia đa số hàng của em Thảo bán là đa số là lọ của em Thảo, chỉ nhập hàng nhập vải về may thôi, mà bây giờ vải thì không có, tình trạng kinh tế mấy chị cũng biết rồi. Ơi, có hai cái à, em ôm được bao nhiêu em sẽ cố gắng em ôm, nên là chị nào mua về sử dụng thôi, em không bỏ xỉ được, và bỏ xỉ cũng bỏ giá này thôi, giá không có này giá khác không mấy chị ơi. Đây là giớ da, và đây đợt này mấy chị nhận về cái gì khác không, nó còn dày hơn đợt trước đúng không? Rồi comment giùm em Thảo là vớ 59.000 một chục với cho Phương Duy, với cho Phạm Nguyễn Gia Hân. Còn da nhà em Thảo cũng lựa da đàng hoàng chứ không phải là. Vớ 59 là Dương Hoa. Rồi. Vớ 59 chị Song Sinh. Rồi. Vớ 59 chị Huy Bảo. Ai có đơn dục luôn là vừa rồi đó, ai có đơn dục cho người ta cũng được. Ý là ai có đơn dục cho người ta cũng được, còn không thì một tí phân đơn dục vô luôn cũng được. Rồi bây giờ lên áo nam nữa hả? Vớ 59 chị Nhung Đinh, vớ chị Kim Tuyền, vớ 59 chị Liên Trần. Rồi bà nội ơi, nó có áo ngực nó còn bán không kịp. Bán không kịp áo ngực luôn á. Bán võ. Bố năm chín chị Xuân Nguyễn. Cái gì? Áo ngực phân rồi hả? Rồi lên luôn, cục nào phân rồi lên cục thôi. Rồi lên cái áo nam để mấy bà chờ đợi. Nè có XL nè, em có lấy mặt không? Bố 59 chị Lena, bố 59 hai cục của chị Liên Trần. Bố chị Bằng Lăng Tím, bố chị Võ Nhi. Bố 59 chị Tú Trang. Bố 59 chị Trần Công, bố chị Nhung Liêu, bố Trang Dương, bố chị Đặng Kim Tài. Ít tăng lò là nhiêu? 75kg đi ha. Trừ hao như vậy cho nó nằm ở cái khúc giữa trung bình chị, ai mặc cũng vừa đi cho nó chuẩn. Được chưa? Với 59 chị Ủa? Kiểm tra xem đầm chị mặc làm sao, chị nhớ nó có hai kiểu, nó còn một kiểu nữa mà. Bữa nay nó lên set thể thao. Với 59 chị Hương Hương. Với 59 chị Phạm Thanh Thảo. Với 59 chị Trân Trân. Với 59 chị Danh Mai Thị Ngọc. Trời ơi mấy chị ấy, em bán như con điên mà mới có ngàn. Em có đọc tên ai là người đâu có đơn đây mấy chị ơi. Em bán như con khùng á, có 1.700 bình luận thôi đó. Thế áo trong còn chị ơi. Còn biết giờ nó nằm phương xa nào, không biết nữa, tí thế lên hàng cho nè. Trời ơi, size XL với size gì đây? Có bao nhiêu đây XL vậy hả? Có nhiêu đây XL hả? XL xanh 85.000, mua cho ông xã liền đi mấy chị nha. Được nhiêu, đã chứ chưa, trời ơi, vậy mà kêu hết hàng, mấy đứa bay. Ác quá. Đầm Thảo mặt còn đây nè mấy chị ơi, 99.000. Ơi, xanh chị Phạm Ngọc Dục ra. Rồi, chị gái Bùi, hỏi ghi chữ 85 cũng được. Rồi đọc tên tiếp. Xanh chị Phạm Ngọc, rồi, xanh chị okay. Nguyễn Bích Ngân, xanh okay. chị Thùy Linh em ok. XL có nhiêu mà có một cục một à. Rồi, xanh chị Thanh Dung, một cục được 20 cái. Thanh Dung mua hai cái đi chị ơi. Thằng Nguyễn có đơn chưa nè? Rồi chị Gia Hằng Nguyễn nè, chị Gia Hân có đơn chưa? Bạn Nguyễn Gia Hân luôn, ok. Rồi cái tiếp đầm em Thảo mặc hai cái xanh chị Ly Ly nè, ok. Rồi xong cho mấy chị Xuân Nguyễn. Rồi chị Xuân Nguyễn nè. Đầm đen chị Thanh Dung. Rồi cái gì 99 đầm đen 99 chị Thanh Dung đầm Thảo mặc nè. Vớ 59 cho chị Lan Trúc. Nãy ta mua quá mà nói hết hàng. Rồi với chị Giang Trúc luôn, ok. Đầm đen hai cái chị Ly Ly. Ly Ly nãy có chưa? Chưa. Rồi Ly Ly hai. Đầm đen chị Linh Lê Nguyễn. Rồi xanh cho Ngô Thị Thanh Hiền nè. Ok, đậm đen 99 chị. Rồi chị Liên Trần một cái nè. Hết XL luôn rồi hả em? Không còn cái XL nào hết luôn á hả, màu xanh á. Đậm đen 99 chị Kim Hương Nguyễn. Rồi chị Kim mua thêm cho đủ đơn đó chị ơi. Kim Hương Nguyễn đơn mới hả chị? Mua thêm cái gì cho đủ đơn giùm em nha. Rồi xanh hai cái là cho chị Nguyễn Hải Vân nè. Xanh hai cái chị Nguyễn Hải Vân XL. Ông xã mặc xanh L 70kg mấy chị thấy không? Rồi xanh chị Nga Nguyễn XL nè. Rồi áo ngực lên áo ngực. Quá trời thứ luôn, không biết bán thứ gì trước, thứ gì sau. Rồi, đầm đen chị Võ Thế Diễm nè. Ủa, Võ Diễm có chưa vậy? Hả? Chưa có hả? Vậy là hết rồi đúng không? Chị Trần Công không đủ hàng đúng không? Rồi, không đủ hàng luôn. Nè, vậy lấy thôi. Em lấy cái này em đưa cho mấy chị nhận đi. Em đưa cho mấy chị, tại vì thế nào cũng có người xả thôi. Rồi em dục ra cho nha, rồi em lấy em mặc. Đầm đen cho chị Ngô Thúy. Rồi xanh ít đen lờ còn 3 cái hết hàng. Nguyễn Hồng mua hàng, không có số điện thoại đen không lên được đơn ạ. Xanh ít đen lờ chị Thùy Đặng, xanh ít đen lờ chị Cường Thịnh bye bye kìa. Rồi hết sạch ít đen lờ luôn. Em Thảo được cho mấy chị là mấy chục, 100 cái áo ngực. 100 cái áo ngực hàng xuất Nhật. 100 cái áo ngực hàng xuất Nhật, nghe kỹ giùm em nha mấy chị nha. Size này là từ size 36 tới 38, có nghĩa là hai size mặc vừa, size 34 mặc không được. Nhớ giùm em ai mặc size 38 và size 36 và 38 hãy mua. Nhớ kỹ giùm Thảo nè, ai là ngực size 36 và 38 hãy mua, ai dưới ngực đó đừng mua. Được bao nhiêu cái? Được bao nhiêu cái? Được bao nhiêu cái? Nè cái mẫu này nè. Đây nè. B á. B 80 với 85.
Rồi để đó, đây 36 và 38 hàng xuất Nhật. Chúng ta nhìn kỹ rang giùm em Hảo nha mấy chị nha. Bây giờ em bán cho mấy chị cái giá khui giá sỉ luôn. Cái này là em lấy từ lò ra, từ lò sản xuất ra, nên là em sẽ bán được mấy chị giá rẻ. Nhưng mà rẻ ở đây cũng giống như quần áo thôi. Ấy lộn, cũng giống như các phụ kiện khác thôi. Lộn, sorry, nói quần áo. Là không có đơn hàng, Thảo không giao riêng. Mấy chị mua bao nhiêu cái em Thảo cũng không giao riêng. Lý do thì mấy chị cũng biết rồi ha. Khách mới lý do là không đủ cái tiền lời để đóng hàng, nên em Thảo không cho đóng hàng. Một cú điện thoại rồi đi hàng bơm một cái là coi như nguyên cái lô đó em Thảo không có lời. Cái này á, là em Thảo chỉ đủ tiền lời cho nhân viên em đóng hàng, tiền công của nhà em thôi. Nên là em không có đóng cho mấy chị được. Mấy chị thông cảm giùm em. Ai mua được thì có quần áo thì mua kèm giùm em. Những sản phẩm này là những sản phẩm em Thảo không chuyên, nhưng vì em Thảo quen lò nên là em Thảo có hàng chất lượng cho mấy chị. Và giá nó mềm nó phải chăng, em không cộng tiền lời, em chỉ cộng tiền chi phí cộng vô cho mấy chị thôi. Rồi em bán cho mấy chị là 99.000 một thằng. Nhớ giùm em, có đơn hàng thì comment, không có đơn đừng có comment giùm em nha. Mất công rồi qua mấy bên kia nó nhận tùm lum đơn, cuối cùng đâu có giao được đâu, rồi mất công in phiếu ra nó nhiều. À, ok chưa mấy chị? Ai size 36 và 38 mới mặc vừa. Ai 34 là mặc bị rộng nha mấy chị. 40 thì mặc không vừa đâu nha. Rồi, ngực 99 chị Nguyễn Huyền nhận. Rồi, nhận 5 cái nha. À, có 100 cái mỗi mẫu nha. Mỗi mỗi màu như thế này. 5 cái trộn vô, không có sỉ gì hết trơn á. Em cứ đó, em chia về cho mấy chị nè. Áo ngực cho chị Lê Rin, nó dục ra luôn. Đó, chia ra 10 cái mà xài. 99 ngàn thôi, mua được mấy chị ơi, cảm ơn là áo ngực 99 nha mấy chị ơi. Áo ngực 99 nha mấy chị nha. Dây nhỏ đầy đủ, có, ren riết đầy đủ. Không để, áo ngực, ngực này là nó bằng, nó hơn cái kia 0.5, hơn cái áo ngực mà nằm ở trong cái bọc dây kéo á. Hơn 0.5. Nhớ giùm em nhé, hơn 0.5 mà có siêu siêu như thế này nè. Áo 99, áo ngực 99 cho chị Nguyễn Phương Thảo. Áo ngực 99 cho chị Kim Nương. Nè, có 100 cái thôi, áo chia nhau ra mà xài. Kim Hương Nguyễn. Mua mấy màu mà xài nha chị. Áo 99 cho chị Nguyễn Đích Áo bé cho chị Bắc. Áo 99 cho chị Tường Vi. Trời ơi, tôi giống con robot, tôi lên hàng tôi khùng luôn giờ, thiệt luôn á. Rồi. Áo 99 cho chị Phương Võ. Áo 99 2 cái cho chị Thanh Biển. Chị nào comment có size đây không để ạ? Mấy chị cứ comment nó rồi, tại vì cái đó là size chuẩn của nó là hai size đó, mặc dù nó là hàng size B. Chị nào ghi gộp đơn em cũng không nó để nó là hàng size B. Còn mấy chị đừng ghi gộp đơn. Không phải là mấy chị nói sao mà cái shop gì mà ghi gửi gộp áo đơn không cho. Có nghĩa là như thế này, giải thích lại lần thứ N nha. Có nhiều chị á là mua hồi cái like hầm tỉa, hầm tè, hầm tia nào đó. Và cái mấy bả nhảy vô, mấy bả nói cho chị gặp đơn. Nhưng mà bên em là sau khi nhận lời thì mới biết là cái đơn đó từ hầm tỉa nào đó. Thì lỡ nhận lời rồi sao? Người ta thích chắc mình là sao mày nhận lời mày không gặp đơn. Cái đơn đó nó không liên quan đơn này sao em gặp. Còn em đã ghi ở đây bình luận là gặp đơn hôm qua và gặp đơn hôm nay thì chắc chắn bên em sẽ gặp hai đơn đó lại với nhau cho mấy chị. Nói mấy chị đừng có ghi gặp. Áo 99 cho chị Ngọc Bích. Áo 99 cho chị Kim Lương. Rồi tặng luôn cái áo đó luôn, 59.000 thôi, đưa chị luôn đi. Nó mới ăn mì, nó còn sức nên nó để nó cho nó làm. Còn hàng tôm. Con em á, nó thấy cái vỏ tôm á, nó ăn tôm hầm mỗi ngày. Vậy. Rồi, chưa? Chưa, áo ngực ở chị Nhung Lưu, nhìn bình luận kìa. Qua hai cụ mà. À, mấy chị hiểu ý em chưa? Đó là lý do vì sao không bao giờ mà em cho mấy chị ghi chữ dồn đơn. Con Thảo này hứa là làm, còn không hứa là không bao giờ. Nếu mà em cảm thấy em không làm được, không bao giờ em hứa. Nói thiệt. Qua để hai cụ chung. Cái tính em nó lạ lùng, nó trời ơi như vậy. Ủa rồi ớt nam có nhiêu đó vậy thôi hả? Còn màu nào ít nữa không tao không lên lên mẫu luôn đi. Ờ, còn bó đánh răng hả? Đánh răng em chỉ tặng thôi, em để dành tặng thôi. Nga Nguyễn comment sai bỏ ra. Anh đánh răng còn bao nhiêu, đưa cái hộp đánh răng đây tặng cho mấy chị, nhưng mà đợi tôi view tụt tụt xíu rồi chúng ta tặng hỉ. Ở nhà còn 3-4 hộp để dành tặng đầu livestream. Nè, kem đánh răng này mua về tặng nè, 5.000 thằng. Rồi kem đánh răng giới hạn một người mua 5 thằng thôi, đừng mua hơn 5 thằng, bởi vì không đóng hàng được nha. Đóng nó rách bịch nên không thích đóng 10 cái. Đóng lần 5 cái như thế này là thấy là nguy cơ ảnh rách bịch nhiều lắm rồi đó. Nên em bị chằn cố thêm keo ở ngoài rất là nhiều. Nên là 5.000 một cây, giới hạn mỗi người 5 cây. Nhà em bây giờ dòng họ hai bên xài toàn cái này không này. Khổ lắm.
bán ba cái đồ nam với mấy cái đồ này là đủ tiền lời của nhà em đó mấy chị. Đủ tiền lời của cái đầm đó là đầm đính hộp đúng không? Phong dài đúng không? Thì gửi hai cái đỏ chị cho đưa cho ông Hào coi. Đánh đăng 5 ngàn đi mấy mẹ. Kèm số cái vô. 5k kèm số lượng ạ. À. Thôi 5 cái cũng được đi, kệ nó đi. 5 cái. Ừ. Ba chạy 5 cái thì thuyền đi. Mẫu này hả? Trời ơi. Cho Nhân mặc đi, cho Nhân mặc đi. Trời ơi vậy. Chừa cho bà Hải thôi, chừa cho bà Hải đi. Nè, chừa cho bà Hải một cái, hai cái màu đỏ luôn. Đó, cho ai cho rồi bà rồi đó rồi xong chưa quý vị đồng bào ơi đồng chí ơi xong chưa để em tặng cái áo nè tặng cái áo ba anh chạy cái mép bên đây nha mấy chị ơi 8 ngàn cho em Thảo 80 ngàn không bán tặng mấy chị 58 ngàn cái áo 62 kg đổ về hàng khung của LF rồi áo 58 nhận đặt đơn em chưa cái đó em mặc rộng rồi cái đó phải bóp lại cái này bị trên 52-53 kg mặc mới đẹp được chưa mấy chị cổ nó the là cái cổ nó đẹp mà nó không the cái cổ dần tao 52-53 kg mặt trên 52-53 kg thể mua được chưa quý vị đồng bào nhìn kỹ mẫu à rồi nhìn kỹ mẫu cho em Thảo nha em giặt ra cho mấy chị coi được chưa che được phần bụng chưa ai có bụng nã vô cho em ai có bụng quất liền che được khuyết điểm bán nhiều 120 dục ra luôn đưa đây đầm đỏ 120 kèm màu giùm em Thảo mấy chị ơi 62 kg em Thảo bao vừa lý do là thun Hà Lan cứ Hà Lan là giảng thôi nha ví dụ như là von không dám đảm bảo chứ thun Hà Lan em báo số ký maximum cho mấy chị luôn về nhà nó cứ coi giảng theo cơ địa của từng người nhưng mà trên 53 kg hãy mua giùm em ok chưa rồi áo đỏ nhận cho ai vậy xong cái đọc ra tặng 58 á ôi 5 cây bằng chải giờ nó cứ chạy không biết có đủ không mà nhận 58 chị xong xinh rồi bàn chải em Thảo không đọc tên nha nha bàn chải em Thảo không đọc tên đầm đỏ chị Lê Rin một cái ok rồi sắp đâu rồi rồi đầm đỏ Lê Rin cái gì từ từ Diễm bỏ chị hậu cái cổ của nó đẹp cái cổ của nó là 58 chị Kim Thủy ai càng đầy đặn mặt càng đẹp đỏ Linh Lê Nguyễn đầm đỏ Má Huy Bảo đầm đỏ chị Huỳnh Nguyên đầm đỏ chị Nga Nguyễn hết hàng rồi, áo đỏ 58 chị Hà Phan áo đỏ 58 Hà Phan rồi 58 nãy mấy cái luôn á quá chừng người đặt luôn trời ơi đâu có đính hộp nhiều đâu mấy chị đính hộp bằng tay đồ cho vui bậy bạ nữa rồi còn cái đầm nào nữa không quất luôn cái nữa luôn đi cũng được tự lựa đi muốn bán nào tao bán cái đó lên cái đầm vàng kia cầm mới hết hồn đó cái đầm vàng mà của dúng dúng á giờ vậy á lên vậy cho nó sốc rồi comment giùm em Thảo đầm xanh 102 luôn mấy chị sao giống như vậy luôn 62 kg đổ về cùng một phơm khác kiểu rồi đầm xanh 102 xanh hoặc bơ rồi chị tiên ok rồi giống cái đầm mẫu mặt nhưng mà màu đen comment giùm em đen 120 cho em Thảo luôn rồi xanh của chị tiên rồi đen đầm đỏ hết hàng lên cái đầm cô tông lạnh nè mới chết nè chỗ má ơi 2 giờ anh Hoàng mới đây xong rồi điện thoại không nghe máy vậy chị ơi ôi nó sang cái đầm vét ôi nó đẹp nè tháo guốc tháo giày nó hết trơn rồi thiệt luôn á đẳng cấp mà mày mà trời ơi rồi đợi nha tôi còn cái gì vậy rộng khoảng tầm 3 phân nữa thôi hả thôi em báo khoảng tầm 56-57 thôi chứ không báo hơn đâu cô tông lạnh đồ bậy bạ nó ha mấy chị ha đồ vét đồ bậy bạ bán 121 ngàn thôi đưa đây đầm vàng 121 ủa có nhiêu đây hả kệ sao rút hai cái bàn kia ra luôn để cho nó thành một cái cục luôn ủa vét đầm vàng 121 không lẽ lên hết màu luôn mày mặc cái đỏ cũng đẹp đầm xanh bơ của tiên hết rồi có con cái với cái đen ở đây nè đen 102 nè đen có con cái thôi trời không biết bữa nay em sao không bị tẩu quả nhập ma cái đầm nó có thể đẹp đến như vậy luôn đầm vàng chị ơi đầm vàng 121 rồi chị cho mười mặc đầm đỏ luôn đi cởi đầm vàng lỡ rồi em chơi luôn lỡ rồi em cho nó lét luôn hai vét là cho chị hai vét là cho Lily nè chị Lily chị comment như vậy là em để hai cái vàng á rồi đầm vàng chị Tuyền Nguyễn luôn nè trời ơi mấy chị coi chất liệu nè rồi đầm vàng chị Tuyền Nguyễn nè comment giùm em chị tự gọi chủ động gọi giùm em chứ chị không nghe máy thì chị em gọi lại hoài em gọi em mới nhớ tên đâu đầm vàng chị Thủy Tiên rồi chị Thủy Tiên nè chị Nga Nguyễn nè đầm vàng chị Phong Vân nè.
màu đen thì khỏi bàn rồi. Màu đen thì mấy chị nào thích gọi là cái mẫu, cái phơm đơn, cái gọi là cái gì nhỉ, cái màu truyền thống thì không nói rồi nha. Em lên hai màu cơ, hai màu nó hơi khó phối cho mấy chị, là màu vàng màu đỏ cho mấy chị thấy được cái đầm đẹp. Vàng cái chị Xuân Mai, đầm vàng chị Xuân Mai, cổ vét nha mấy chị, nhớ giùm em nha, không phải cổ thường nha, cổ vét nha mấy chị. Cổ vét là nó mắc tiền cực kỳ luôn, bởi vì may rất là khó và lâu. Mà mấy chị coi cái phơm cũng đúng nè. Đầm vàng 2 cái chị Thanh Lê. Rồi đầm vàng 2 cái chị Thanh Lê. Rồi đỏ 121 cho em Thảo luôn. Rồi màu đen khỏi mặt mẫu. Màu đen thì màu truyền thống của nó rồi ha. Màu đen em Thảo khỏi tính tới. Nhớ giùm em giải khô tông lạnh nha mấy chị. Và phần này che được bụng rất tốt. Nó mới dúng ngay bụng của mấy chị thấy không. Nó dúng từ cái phần eo trở xuống luôn á, thấy không. Rồi đỏ với đen luôn. Đỏ đen. Vàng đỏ đen 121 cho em nha. 10 mẫu 53 kg nha. Còn mặt rộng khoảng 3 phân mẫu nha mấy chị. Rồi thiếu một cái vàng đỏ chị Phạm Ngọc luôn, vết đỏ chị Ly Ly luôn, đỏ đằng kia. Rồi đôi chị màu đen, chị khoe mẫu màu đen cho, đỏ chị Nhung Đinh Dục ra luôn. Nói cuối giờ không lên em cũng đi nghe, em cũng lên hà. Rồi đen cho chị Phương Duy, nhìn cái bọc hàng thấy xuống cuộc đời không. Đen chị Ly Ly, nhìn cái đầm thấy xuống cuộc đời không. Mấy chị nhìn cái cổ vét của nó, mấy chị có thể khẳng định được ạ. Về nhà mặt con đâu căng chô. Rồi đầm đen cho chị, đầm đỏ chị Phong Dân Dục ra, đầm đen chị Phan Huấn Dục ra, đầm đen cho chị Thùy Linh Dục ra, đỏ chị Trần Huỳnh Dục ra. Vàng đỏ đen có 3 màu hả? Mỗi màu 3, mỗi màu 10, có 10 cái thôi hả? Rồi còn màu đen là màu truyền thống của nó hả mấy chị ha. Màu đen hồi xưa giờ rồi, nói chung là màu đen dễ mặc nhất. Nhưng mà nó không có cái gì phá cách đặc biệt. Nhưng màu vàng thì ai trắng da, sáng da vàng và đỏ, ai trắng mặt nó bật tông lên liền. Đầm đen cho, đầm đen cho má Thanh Lê. Đầm vàng cho chúng mình Yên có đơn chưa, chúng mình Yên có số điện thoại chưa. Rồi ok, đầm đen dục qua chị Phong Vân em. Rồi đầm đen cho chị Thủy Tiên luôn. Rồi xong chưa mấy chị. Rồi còn vàng đỏ đen bình thường nha mấy chị nha. Mẫu này em có nhiều. Má áo ngực còn đây hả, đầm đen còn không cho má Lê cho một cái. Rồi chị Nguyễn Hồng với chị em không hiểu, chị Tiết Trung Mai Thị đầm đỏ luôn. Rồi vàng với đỏ chị Bích Thủy, vàng đỏ Bích Thủy nè. Đời vẫn còn vàng với đỏ. Sơ mi rất là trắng nè, mà không kịp lên quần. Ủa sao hôm nay không đem vô tiếp đi, hôm nay mẫu ít á. Quần đông hàng chưa có, hàng thợ chưa vô, vải chưa có, khổ lắm. Canh me phục thò, nói chung là làm đủ mọi cách rồi vẫn không có hàng để ra hàng để bán hàng. Rồi comment giùm em sơ mi 41 nè. Rồi em bán sen kẻ tại này nó bị lẻ rồi. Sơ mi vàng, đầm vàng còn em. Một cái chị Mỹ Duyên luôn. Rồi comment giùm em xanh 41, giống như vậy luôn. 62kg đổ về xanh 41. Đầm vàng 121. Này đây đây đây, đầm vàng 121 Mỹ Duyên. Vàng hết sen chị. Ờ hết vàng rồi, giờ em chỉ còn màu đỏ thôi. Rồi xé chị cái màu đỏ luôn. Ừ, em bán lúc đầu giờ là không đủ bán tại vì em không kịp. Một mình Thảo mà. Một live stream mà nhiều hàng quá, nói chung là cũng không kịp. Không có đẩy mạnh hết mặt hàng cho mấy chị. Em chia hàng ra rồi tối nay em Thảo nã tiếp cho mấy chị. Trời ơi mấy chị có tin không, 121.000, ai tin được à. Ai tin được mấy chị, tay của nó nè. Nguyễn Hồng mua gì comment rõ ràng đi chị đầm ơi. Đầm đỏ 121 cho em Thảo. Đồ bé cũng chưa lên được. Rồi cái nghiệp này, úi dồi cái mẫu nãy con ấy mặc á hả. Còn đây màu hồng quên. Ôi sơ mi xanh đen nha mấy chị ơi. Rồi cái mẫu mà cái cổ chéo hồi nãy của Như nó mặc nha mấy chị nha. 60kg đổ về, ai eo tới đâu nã tới đó cho em. 68.000 đó. Sơ mi xanh cái gì Thảo Thạch 68.000 nha mấy chị. Comment giùm em áo hồng 68.000 cổ chéo để mấy chị mặc chung với đồ kiểu á. Một trong những quần riêng đùi này cũng được à. Và đặc biệt phần này là cũng không thấy bụng luôn. Rồi sơ mi em Thảo hết trơn rồi. Rồi comment giùm em hồng. Hồng 68 thôi cái gì. Ok. Hồng 68 có nhiêu đó thôi. Rồi cam 68 luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ lên cái áo hình nai màu trắng mà em cảm thấy là hài lòng nhất. Rồi đưa ra mặt mẫu luôn đi. Áo hồng cho chị Ly Ly. Mặt mẫu em ơi. Rồi xong chưa. Áo cam 68.000, 60kg đổ về. Chỉnh Thương có đơn hàng chưa? Chưa. Rồi Chỉnh Thương em không nhận đơn được chị ha. Tối nay vô mua đơn mới giùm em Thảo được không? Em hứa với mấy chị em gặp đơn hôm nay là em gặp đơn hôm nay mà. Hồng 68 chị Trang Lê. Rồi ok, vết đỏ Lê Xuân Thảo luôn. Hồng chị Trang Lê luôn. Rồi cam với một cái rêu. Đầm đỏ chị Nguyễn Hồng luôn.
Làm đỏ 121 chị Nguyễn Hồng luôn. Rồi, rêu 68 ngàn nha mấy chị nha. Rồi, cái gì? Tự nhiên mày đưa tao mờ mày. Cam cho chị Nguyễn Hoàng luôn. Làm đỏ Nguyễn Hồng có rồi. Bây giờ, lên màu. Em thì màu trắng với màu xám là em thích nhất. Nói chung mấy màu, nói chung là màu nào mỗi người một sở thích. Nhưng em thấy màu trắng nó sang mà đều nó dơ cho bòi. Ông nội nào mà đi mà cỡ đi lao động mà con lại mấy ông đừng lấy luôn á. Màu cam còn hàng không, nhận đơn đi không ơi. 72 ký cao mét 62 nha mấy chị ơi. Rồi, nhận đơn luôn, ok. Rồi, rêu. Mà còn giãn được ra xíu nữa. Sao gì vậy? Đây là cái lờ. Nhưng mà cái này là body. Ông nội nào ốm mà body vậy rồi lồi xương ra giống quỷ lắm nha. Rồi, đọc size giùm chị luôn đi. ML và 1X, ông xã em đang mặc size L vẫn còn co giãn nhưng mà nói luôn là tùy người nha mấy chị ơi. À, bữa nay Thảo Cute hả? Chu cha, bữa nay tự nhiên em mặc cái đầm đen rồi mà tự nhiên cái em ra em thấy cái đầm này em nói em cảm giác là em mặc được nó, tự nhiên cái em quất liền. Trắng cái em size liền giùm em, xanh rêu hết hàng rồi. Rồi lên tiếp, cái này màu gì đây? Màu đỏ đúng không? Là đỏ được ba thằng. Em rồi bán cái này cái em quên cái kia, đang đang lên màu này. 68. 85 ngàn thưa quý vị, đưa cái bịch hàng cho mấy chị coi. 85 ngàn trắng kèm size. Mai chị Ngọc. Trắng kèm size là được rồi, khỏi ghi 85 ngàn nha. Trắng kèm size cho em Thảo 85 ngàn, bao giá sỉ à. 85 em bao giá sỉ chứ không phải là 85 em bao giá lẻ đâu. Rồi 1X là cho chị Thanh Vân, 1X chị Nga Nguyễn. 85 mấy chị ơi. 85 kèm, ấy lộn không, cần ghi chữ 85 cũng được. Chị nào cẩn thận đi ghi 85 cho em Thảo luôn. Rồi chị Bích Ngân size 1X chụp ra luôn. Trắng kèm size là được rồi, trắng kèm size được rồi mấy chị ơi. Một ít chị Thanh Dung. ML 2X 1X cho chị Lily mua cái 2 cái. Rồi mỗi size 2 cái. Trắng L cho chị Nguyễn Trâm. Rồi mỗi size chị Thanh Vân. Rồi. Không có 2X chị ơi. Không có 2X. Trắng kèm size mấy chị ơi. Không có 2X mấy chị. 2X nó bự quá, 2X tới 9 mấy ký. Trắng L. Rồi trắng L chị Nhung Đinh. Rồi chị Quyền Trân cầm mấy size rồi. Cái trắng mấy chị 100 kg mặc cũng vừa. Đỏ chị Phong Vân nè. Rồi trắng 1X cho chị Huyền Trân nè. Đỏ chị Phong Vân 68 nè. Rồi ai đỏ nữa mấy chị. Em nói xong cái em quên mẫu. Nói xong cái quên mẫu. Thiệt ngứa nghề. Trắng 1X cho chị Cầm Tú Cầu. Hết 1X rồi còn M L với teo thôi nha mấy chị. Ủa ế lộn còn M với L thôi. M chị Trần Yến Ngọc luôn. M với L nhận về đi, mấy bữa nó bán tại em ôm lô này rất là nhiều, tới 1000 mấy cái lần mấy chị, nên là khỏi lo là không có hàng. Nhưng mà được cái á là em ôm như vậy á thì còn vải, chứ bây giờ mấy chị cũng biết thị trường là không có cái mấy cái vải này. Vải này thì mấy chị phải chịu giá cao, mình thì mình ôm thì nó sẽ được cái giá rẻ hơn, có nghĩa là nó duy trì giá, khi mà khan vải thì tự động giá nó sẽ lên. Đó, mấy chị chợ sỉ nó vẫn bỏ 85, mấy chị cứ ra hỏi coi đúng sự thật không? Ai lấy hàng nam về bán cũng biết mà. Rồi, xin chưa? Rồi, đỏ 68 ngàn cho em. Rồi, bây giờ em lên hàng lẻ được rồi đó. Em thấy tình hình là ổn. Hết lên hàng cây rồi ha. Giờ lên hàng lẻ được rồi ha mấy chị ha. Mấy bao rồi? 5 bao rồi hả? 5 bao rưỡi hả? Vẫn bình thường mà đúng không? Tại hai like trước bán ít. Hai like trước bán hết quá. Ủa sao đứng comment rồi mấy má? Ủa có sao cái của Lily mấy chị? Trắng đỏ em đang bán màu trắng mà ghi đỏ chi? Chị Tình Nguyễn size M. Không có 2X. Tình Nguyễn size M. Rồi, đang bán màu trắng chị ơi. Rồi giờ bán cho mấy chị gì nữa giờ? Áo ngực lẻ mẫu còn không? Rồi thôi bây giờ em lên hàng lẻ cho mấy chị nha. Chuẩn bị tinh thần chụp nha. Kiểm tra coi còn cái sơ mi nào lẻ nằm đây. Chu mẹ cái đầm nu 92 kìa. Đó. Hẩu tả không? Đây coi, hẩu gì? Có một cái một hả? Trời đất ông nội cha, thôi là nu 90 luôn đi, 60 kg đổ về. Rồi tôi lấy tôi mặc bầu rồi là nhảy giận nha mấy chị. Nha. Rồi, đầm đỏ, xem chưa? Nè, áo sơ mi này giống nhau nè. Đồ bé hồi nãy em thấy nó rồi mà không biết giờ mấy đứa này có chui vô lấy được hay không nữa cơ. Em nói em sale cho mấy cái quần WG keo xốp em cũng chưa, chả có thời gian đâu. Cứ lâu lâu làm được 5-7 cái chứ xong này nghỉ. Nhiều mẫu quá. Giờ còn cả đống mẫu đằng trước nên ngang đằng trước chưa lên hàng nữa kìa. Rồi có màu vàng. Không, áo nam có màu vàng. Ủa áo nam từ xưa giờ em chưa thấy nó ra màu vàng luôn đó. Em đi theo ông này lâu lắm rồi cũng chưa thấy ông có cái giải màu vàng luôn á.
Rồi comment giùm em Thảo là sơ mi. Comment giùm em nâu 41 62 kg đổ về. Nâu 41, nâu 41, nâu 41 được 5 thằng đúng không? Rồi xanh 41 được 2 thằng nè. Rồi nâu 41, xanh được 2 thằng. Đầm nu kèm giá tiền mấy chị ơi. Đầm nu kèm giá tiền ạ. Rồi xanh 41 nè. Nâu, nâu cái đó là nãy đọc để gì nhỉ? Rồi cái đó là xanh 41, nâu nâu, nâu chị Nguyễn Huyền. Rồi đồ bé này số mấy rồi? Rồi số 4, cà phê mặt số 5. Rồi số 5 đúng không? Rồi cái này là số 5 nha mấy chị, con em đang mặc số 4. Nó 41 là chị Ngọc Hà. Con em đang mặc số 4, con em 14 kg rưỡi, 15 kg. Nó bữa 15 kg nay bệnh xuống còn 14 kg. Đó là đang mặc số 4 nha mấy chị. Rồi canh ký giùm em không biết canh à. Thanh lý cho mấy chị 34.000 kèm màu. 34.000 Kiều Trang. 34.000 kèm màu. Còn cái này là số 5 chị Thái. Cà phê nó sẽ mặc rộng một tí xí, bề bề ngang. Bề bề ngang thì con em đựng cái nó dài đòn. Rồi, cái này là xanh dương, cái này xanh lá, cái này đỏ đô, cái này màu vàng. 34.000 kèm màu giùm em, màu xanh bơ, màu cam. Thằng cà phê là mẫu nào nó cũng đờ mờ hết rồi mấy chị. Mẫu nào cũng đờ mờ, không có mẫu nào mà nó thiếu đờ mờ hết. 34.000 kèm màu, màu xanh lá, màu đỏ đô. Rồi, Nhung Nguyễn sai bỏ qua, mấy chị ơi ghi đúng giùm em. Xanh 1 ít xanh 2 ít lại gì mấy chị. Trời ơi nhìn kỹ đi rồi mua mấy bà nội ơi. Cầm em bậy bạ cái chi vậy. 34 số 6 vàng cam. Cái gì đang bán số 5 mà cái ngầm mấy số 6. Thằng đang con em mặc số 4 ơi. Rồi con mấy chị. Không ai comment đúng hết. Được cái đem ra bán không ai băng viết đúng hết trơn. Comment đại số không đầm màu. 34.000 đó, người viết đúng thì không mấy, người viết sai thì ôi trời ơi. Đỏ số 5 34 chị Nhung Nguyễn. Rồi ghi 34 là được, là biết màu đỏ rồi. Rồi xanh dương, xanh dương là cho chăm chối lì. Rồi xanh dương nè, màu vàng, màu xanh lá, màu đỏ, màu xanh bơ. Đỏ đô 34 chị Lena. Rồi Lena đỏ đô nè. Con này là xanh đậm nữa nè. Đang bán số 5 nha mấy chị ơi. Rồi màu vàng nè, 34.000 kèm màu. Được rồi, màu tím, màu cam. Màu này là màu xanh bơ, được chưa? Có một cái màu trắng. Rồi vậy thôi, đó. Rồi ai lấy màu nào kèm màu đó, thôi không bán nữa đâu. Mấy chị comment có đúng đâu vào đâu đâu mà bán. Rồi giờ bán hàng lẻ nha. Hot sơ mi luôn rồi, có không? Rồi bây giờ em sẽ lên hàng lẻ mẫu cho mấy chị đồ bộ, đồ biết đồ vàng cho chị Ti Ti nè. 34 vàng cam là cho chị Ái Việt Huỳnh nè. Rồi giờ em lên hàng lẻ mẫu nha. Xanh dương cho chị Như Nguyễn nè. Giờ có đơn em không nhận đơn mới nữa. Bây giờ em lên hàng xã cho mấy chị hốt được hàng thôi nha. Ok baby chưa? Ủa sao còn hai cái đầm cam đằng kia kìa. Xanh dương còn không cho chị Lê Na một cái luôn. Vàng cho chị Phan Chân luôn. Có vàng không? Còn vàng kìa. Xanh lá, xanh dương cho chị Ngô Thị Thanh Hiền. Rồi xong chưa? Hết vàng. Có cái xanh đậm, đỏ đô. Rồi cam, tím. Rồi xong chưa? Rồi pyjama màu xanh. Đây coi này, quần dài hay quần lửng đây. Pyjama màu xanh quần dài. Còn một bộ, xanh lấy cho mấy chị 95.000. Rồi xanh 95.000 dùm em. Rồi cái này là bộ hồng. Xanh bộ hồng 34 dài luôn chị Lena. Rồi hồng dài luôn 95.000 luôn nha mấy chị nha. Rồi lẻ mẫu hết. Cái tiếp chọn nó lên áo khoác chưa lên được cái áo khoác nào. Đưa hàng lẻ mẫu cho chị coi. Rồi cái size này là size gì đây? Quần size M tương đương tới 28-29 nè. Cái này tương đương với 28-29 lần nha mấy chị nha. Tương đương với 28-29. Cái đó xám mấy ít vậy? Đẹp quá, tôi thấy cái màu xám mình mê dễ sợ luôn á. Rồi đưa cái màu xám đây. Rồi đưa đây, đưa đây cái màu xám này. Em không chịu nổi luôn á. Rồi mấy chị ơi. Nè, ông Hào mặc, bây giờ ông Hào mặc M cho mấy chị coi. Em không bán ông chỉ mới làm chị Ngọc Hà. Kệ đi, nè ông Hào mặc đi. Hào mặc cho dễ canh phơm tại body mấy chị dễ canh hơn. Rồi xong chưa, bây giờ em thảo hồng 98 cho Ngọc Hà. Xanh là cho chị Phong Vân. Rồi cái này mấy chị nhớ giá không? 80.000 không có hàng mà bán. Bây giờ em bán cho mấy chị là size M 67.000. Rồi comment giùm em M 67 M dành cho chị nào mặc 29 nha. Cái này là 29 nha. Size M mấy chị ơi. Size M đó mấy chị. Đó thấy chưa? Thấy độ co giãn của hàng chưa? Sao mà em mê cái màu xám này kinh luôn á. Nhưng mà không mặc thì
phải sáu muối thì nó lên nó còn ngon lành ha. Còn này nó cuồn cuộn mỡ đồ lên thì nó nhìn hấp dẫn dễ sợ, nhìn thèm cơm gà sấy mỡ quá. Rồi xám một ít, xám có đủ size không mà ML1X. Rồi hết một ít rồi phải không? Xám này mẫu mới hay mẫu gì vậy? Rồi Buma M đúng không? Rồi Buma có ML thôi. Hôm ngoài còn M hả? Rồi quần là cho chị Lê Rin kìa. Quần là cho chị Tina Đoàn có đơn chưa? Tina Đoàn hình như cho đơn mới á. Phan Kim Quyên có đơn không? Chị Tina Đoàn em nhận đơn mới được luôn. Rồi Phan Kim Liên luôn, bỏ qua ha. Rồi xám M chị Song Phương, xám L chị Lê Rin. Xám hết ít L rồi, anh nhận đơn thôi. Hai xám L cho Lily in phiếu ra cho nó đi soạn hàng đi. M với L thôi đúng không? Rồi ok. Và hết một ít rồi, còn M với L thôi mấy chị. Còn em M với em L thôi. Mẫu đó là mẫu Puma đúng không vậy? Puma. Mẫu Puma. Nó còn hai mẫu nữa. Bữa nào à, mai đi. Trưa mai em thở lại lên nó mở. Rồi quần còn size bao nhiêu nữa đưa chị coi. Rồi size S 28. Mẫu chị Thi Huệ Huỳnh. Áo nam còn M với L thôi mấy chị ơi. Quần 67 hết rồi phải không? Quần còn không? Rồi cái này là quần size 28 nha quý vị đồng bào. Comment cho em Thảo là 66 ngàn. Rồi xám L chị Phong Vân. Đã nói là hết một ít rồi. Anh người yêu đẹp hả? Anh người yêu mặc size M đó. Đồ đất ơ, còn không? Phải không? Phải bu ma không vậy? Thôi mày đưa bu khác đi. Bu ma hay bu quỷ đó? Đất cơ, xám có rồi cả mấy má. Xám cho chị Thanh Vân luôn. Xám một ít cho chị Tường Vi. Còn nhiều không? Rồi chị Thanh Dung luôn. Xám một ít chị Thanh Dung. Xám một ít cho chị Song Sinh. Rồi xám một ít cho Phong Vân có luôn nha chị ơi. Rồi mây trắng nè, quần cho mây trắng nè. Chị Thanh Dung sang L luôn. Xám một ít chị Cẩm Tú Cầu luôn. Rồi quần cho chị Hoàng Liên nè. Rồi xám một ít cho bà Heo kìa. Ôi, thôi đừng có hóng tôi cái gì hết, đừng có hóng tôi nữa, tôi hóng riết một tí tôi chết luôn bây giờ. Xong rồi tối em cũng hóng chị Thảo Trần có không? Kỳ Kỳ có không? Rồi chị Kim Nương có không? Kỳ Nguyễn có không? Có. Rồi Thảo Trần có không? Xám hết chị Lily, rồi xám một ít cho Lily luôn. Rồi thiếu màu, thiếu màu xám thì ra lấy luôn. Rồi còn gì nữa? Nè cột chung, đâu rồi màu đỏ đâu rồi, cột chung với hai cái màu đỏ kìa. Rồi xong chơi giờ lên cái gì nữa. Nè cái đầm này có nhiêu đây đúng không? Tặng bà cho rồi, cho hết cho rồi luôn đi. Xong xin xám một ít luôn ok mẹ già. Áo nam hoài còn có 189 người lên áo nam hoài mẹ. Cái áo nam là teo buri luôn á. Tại vì số lượng rất là nhiều. Một cái M luôn em. Một mẫu của nó nhiều lắm nè. Con quái thú này nó đang mặc size M phải không? Nó mặc size M phải không? Ờ. Con nam mà được căng nam mặn mờ đó, mấy chị mua về nha, tùy cơ địa của ông Tần ông xã mà mua nha. Về đòi mặc body mà mua cái rộng nó không ra body đâu. Em nói bả nó giãn là mạnh lắm á. Rồi em cho à. Nè cái đầm 125 ngàn nè, màu cam đất 57kg đổ về. Chịu vừa lòng hả dạ chưa, vải thun Hà Lan đính nút. Ở phía sau dây kéo, hàng nhập đàng hoàng tử tế, thanh lý 69 ngàn. Rồi quần cho chị Mỹ Duyên một cái luôn kìa. Rồi Kim Nương. Ủa Kim Nương có rồi phải không? Em thiếu chưa? Rồi xong chưa? Đầm được mấy cái Thanh lấy luôn 69 ngàn. Còn cho cái nào màu đen có ít không? Màu đen mẫu nào ít nhất đem lên đây. Màu đen nhiều quá. Thôi cả cha đi lên màu đen một mẫu. Puma luôn đi. Đầm 69 cho chị Dung Dương. Nó có Puma rồi nó có bu quỷ bu vàng. Tối nay hoặc là xin mai tôi mua dùm em chị ơi. Mua tùm lum thứ á. Đầm 69 chị Huỳnh Nguyên. Vậy giờ mấy chị bấm thích livestream nhiều đi ha, cho em thấy nhộn nhịp chứ em thấy như vắng tanh vắng hoe à. Tại vì bây giờ cũng 2 giờ rồi. Em bảo live trong vòng 1 tiếng mấy là hết khách rồi. Hầu như là 1 tiếng là cũng không còn khách nữa. Nên là ít khi nào em bảo lên số lượng. Rồi theo size luôn phải không? Rồi lên anh mặc màu đen luôn. Mặc màu đen size M đi. Màu đen mấy chị mặc body đẹp hơn. Đầm 69 chị Phong Vân. Rồi đưa nhanh lên XL cũng được. Đầm 69 cho chị Kim Hương Nguyễn. Rồi thôi in phiếu rồi chạy ra lấy. Ủa cái này cái Puma luôn hả? Cái này cái Puma là khác Puma kia à? Puma này Tây Viền mà. Đúng. Rồi đổ hoàn tối vô mua chị. Tại giờ em không có nhận đơn mới nữa.
Rồi đưa cái tay cho mấy bà coi. Rồi né ra. Mốt nó nằm xuống luôn. Đẹp không mấy chị? Ai nói đi đám cưới không được áo thể thao mà. Cái này em nói mấy chị hôm qua em thấy ông nội kia, ông mặc mà em mê luôn á. Thì đó nhìn sáng nhập hàng về rồi mới mê bán mấy bà. Thiệt á. Rồi đen kèm size đi. Em nhập hàng về rồi em mới mê. Hồi xưa giờ em bán hàng order, có cái đợt đó là order là sao, là tại vì buổi chiều mới ship kịp hàng cho em, nên là em nhập trước có 200 cái thôi. Em mới nói mấy chị là L là chị Minh Trang là đặt theo cái số lượng đi, rồi tao chiều em soạn hàng cho, thì chiều điện ra thì kêu là đen không còn đủ size. Em mới chữ lộn tùm lum chứ em xưa giờ chưa bao giờ bán trước nhập sau hết trơn, nhập trước bán sau mà nhập vừa ấy. 6x6 đó chị Thảo Trần. Rồi đen kèm size đó, mấy chị thấy không, giải nó giãn ra như vậy á. Giãn mà giãn còn mạnh nữa mấy chị. Đen em mời cho chị Nguyễn. Chứ đen áo nam chắc một ít hả? Áo nam đủ size màu đen cho chị Lily. Nhưng mà màu cắt em đã lên nâu Lily. Rồi nam đủ size Lily đó 85.000 bạc chứ không phải là 185.000 đâu nha. Đưa cái bọc hàng nè mấy chị coi, đưa luôn cây cho chị một cây. Rồi nè, em cho mấy chị coi cái bọc hàng của người ta để mấy chị biết là dù nó rẻ chứ không phải là nó đẻo. Dù nam hay nữ gì em bán cũng vậy. Mà càng nam lại càng đẹp. Tại sao? Em không chuyên mà đã lấy là đen L đen một ít cho chị Phong Vân. Lấy là phải đen suy nghĩ rất Nguyễn kỹ. Sao nó hiện bên em mà nó hiện bên máy kia không vậy? Em nhìn không thấy bình luận em buồn. Đen em mời cho chị Song Phương. Nó mấy em hết hiện bình luận luôn rồi. Nè đen Hương Bùi nhảy lên rồi kìa. Song Phương bên đây nó không hiện. Đen em mời chị Hương Bùi, quần 66 cho chị Hương Bùi. Rồi hết hàng rồi, nghỉ nha mấy chị ơi. Còn nhưng mà còn đem mỗi chị Tuyền Nguyễn. Rồi em xả cho đem mấy chị. Đem mỗi chị Đặng Kim Tài. Có đơn hết rồi phải không? Đó. Mấy chị nghĩ đi, em lên lúc mà đầu giờ thì nó mạnh như thế nào. Mỗi chi mẫu ra mấy chị ha. Bị khớp thì là em like không kịp thôi. Em thảo like không kịp nè. Bây giờ nguyên cái cây này là đồ mắc tiền hết. Em sẽ thanh lý cho mấy chị một mẫu này, thôi rẻ hết luôn đi, 59.000 đi, trời cha nó. Rồi xong chưa quý vị, áo 62-63kg, đổ dìa. Rồi thanh lý 59.000 vì là hàng bên nè, đó. Rồi áo hồng 49.000 luôn, 60kg đổ về, áo hồng 49.000. Áo kia 59, áo hồng này 49 nha, cổ sơ mi. Rồi đâu, một ngày em thanh lý cho một cục chứ bây giờ. Rồi không loan màu có một cái thì chị Lily thôi, đâu còn đâu nữa mà để. Một cái áo nam này ngày trước của em Thảo nè, nhớ không, 65.000 đó. Giờ em bán mấy chị 59.000 luôn. 75kg đổ về, đen 59.000. Đen 59.000, áo 59.000 hết rồi. Rồi còn cái hồng 49 với cái áo nam 59. Hồng 49 chị Phạm Linh. Vâng. Con này bị lỗi này. Áo nam 59 chị heo sumo. Rồi áo nam heo sumo. Nè heo chụp cái này 55-56kg đổ về, xanh lá thanh lý luôn 59.000. Dây khóa đàng hoàng tử tế tầm ý. Rồi xanh lá 59.000. Rồi kế tiếp này gì đây. Đen năm hết rồi phải không? Áo nam hết rồi đúng không? Rồi. Phạm Linh áo 49 chưa? Rồi Lily áo kia rồi phải không? Rồi còn cái xanh lá thôi. Thuồng 66 rồi. Rồi cô Ban. Cô Ban bán mấy chị luôn 59.000 thôi. Rồi comment giùm em ảo cô Ban 57-58kg đổ về. Xanh lá 59 cho chị Thanh Xuân. Cô Ban thanh lý 59.000. Rồi xám thanh lý 59.000. 55-57kg. Rồi cô Ban với xám 59.000. Đây một cái thùng Hàn Quốc luôn, ba lỗ. Cái này em để em mặc, cái này em hay mặc á mấy chị để ý không? Mỗi lần livestream em Thảo hay mặc ấy. 55kg đổ về, ba lỗ, thùng Hàn Quốc thanh lý 59.000. Rồi. Xám 50 Trung Việt Nguyễn có đơn chưa? Rồi, Trung Việt Nguyễn coi có đơn hàng chưa? Xám 50. Đầm 69 hả? Đầm nào 69? Đầm cam kìa. Rồi đầm cam cho chị Trung Việt Nguyễn với lại cái xám 69 luôn. Rồi xanh lá còn không? Hết xanh lá rồi đúng không? Còn cái cô Ban. Còn cái cô Ban với cái áo ba lỗ vàng. Nè cái thun 90.000 nè mấy chị. Rồi áo xanh 59.000 cho mấy chị luôn. 62kg đổ về áo xanh. Có không? Trung Việt Nguyễn có không? Rồi không thôi xám rồi dục qua cho chị Mộng Nghi á. Rồi
ba lỗ tím bán mấy chị 32.000, 55-57 ký đổ về. Rồi comment giùm em cá sấu 32.000 màu tím. Rồi một cái đầm ăn đông. Một cái đầm ăn đông. Cái này mấy chị mặc thành đầm cũng được, còn không thích mặc với legging cũng được. Bán lại cho mấy chị 59.000. Comment giùm em Thảo đầm 59.000. Rồi tím chị Bích Thủy mua sỉ hay mua lẻ vậy chị Bích Thủy ơi? Cá sấu là cho Bích Thủy rồi. 32.000 cho Bích Thủy nè. Áo BT hàng 99.000, thanh lý 62.000. 62-63 kg đổ về. Đầm cho má Lê Trân. Rồi xám em Thảo hết rồi. Cái tiếp xin chưa? Rồi áo vàng BT. Len thêm cục xả nữa hả? Rồi một cái giả áo khoác. Giả khoác nha mấy chị ha. Rồi len thanh lý mấy chị 59.000 len luôn, 62 kg đổ về. Len 59.000. Thôi giống quỷ không. Áo 62 su bin Phạm Lương có đơn chưa? Rồi cái khung này. Rồi su bin Phạm Lương là áo 62 màu vàng á. Rồi đầm 59 hết. Nè coi khung nè. Cà mê dùm em siêu phẩm đen 62 kg cũng mặc vừa. Ôi cái giải 59.000. Đen 59.000. Rồi bộ bé. Rồi em xả hai cục thôi mấy chị nha. Xả đâu có nổi đâu mà xả. Bé 10kg thôi em trừ hao. Rồi bộ vàng bé 35.000. Len là cho Lily. Len xám á. Rồi của len nào vậy? Không Lily không để. Đen 59 cho heo sumo. Rồi vàng 69 hết. Vàng BT hết. Vàng BT hết. Chị Lily em không biết chị lấy cái len nào hết. Rồi bây giờ mấy chị ghi đúng mã Thảo để tránh trường hợp mình hiểu lầm nhau. Rồi Huệ Lê ma tối nay vô mua đơn giùm em nha. Có đơn không? Rồi chị Huệ Lê có đơn hả? Nhưng mà Huệ Lê vẫn phải mua thêm cho đủ đơn đó chị ơi. Ôi vậy không đủ đơn đâu. Không đủ đơn là dục qua cho chị gì đó kế bên đi. Heo sumo. Rồi kế tiếp ạ. 55-57 kg đổ về. Cánh tiên von tầm ý. Có khóa hả? Rồi đỏ len khoác rồi cho chị Lily. Rồi đỏ 59.000 luôn. Nãy gì đây? Cái đèm. Cái đầm cái đìa. Một cái đầm 55kg đổ về. Đẹp chưa? Thanh lý mấy chị 59.000 luôn. Đầm hồng 59.000. Nãy gì đây? Áo đỏ mẫu mới nè. Chơi luôn đi. Đỏ 59 cho chị nào vậy? Rồi đầm 59 cho chị nào vậy? Đỏ 59 chị Thanh Xuân. Nhìn ạ. Đỏ 65.000, 62 kg. Đầm hồng 59 chị cho chị Phong Vân. Nước rửa tay chị Linh Nguyễn, nước rửa tay em còn nhiêu đó nên em không dám bán. Để mấy bữa nữa em bán cho. Nước rửa tay em Thảo không có hàng nữa mà. Thôi lấy cực lắm mấy chị ơi. Ví dụ như hàng tràn lan còn dễ, cái này lấy phải nhờ cậy người lấy tùm lum hết trơn. Sự luôn. Bây giờ mấy chị mà đi ra ngoài thị trường mấy chị mua nước rửa tay á, thật sự mua thì mua được, mua tay thì mua được, khẩu trang thì còn khó nha. Nước rửa tay mấy chị mua được, nhưng mà mấy chị có tin tưởng được không? Nó mới là điều quan trọng. Rồi, đỏ 65.000. Còn có nhiêu đây nữa hết luôn cái gì? Đây là hàng anh mới giá. Phong đỏ 65 chị Lily. Giá lên cái gì? Rồi thun hồng 65 cho em Thảo luôn đi. Mẫu mới nha mấy chị. Tại lỡ để ở dưới tay em rồi em quất luôn. Rồi thun hồng 65.000. Lên cây nữa. Tặng mấy chị hai cái áo cho vô. Đây chị Hải hả? Ừ, hai cái màu đỏ đó. Ủa, đúng mình bông. Yên, cầm em sai. Cái gì? Không có bông. Kệ bả chứ giờ mà còn đòi bông nữa. Đánh mỏ máu giờ bông. Ngọc cư. Ai biết cái nào mà mê. Rồi đỏ 65 ngọc cư nè. Được chưa? Tặng mấy chị hai cái áo về mặc chơi cho vui. Rồi comment giùm em tặng 1k 62 kg đổ về. Tặng 1k hai cái. Làm hồng là cho chị Cẩm Tú Cầu. Chắc bằng cảnh răng chắc hết rồi. Nãy comment nhiều lắm không đủ đâu. Không hồng cho chị Lily. Chắc hết rồi. Ôm đem về em. Tặng 1k cho Chanh với cho chị Nhung Nguyễn. Không cho quý vị hết hồng rồi. Đổi 1k cái đó 1k. Rồi xanh 32.000 cho em luôn. 60kg đổ về. Xanh 32.000. Nè còn mẫu mới màu trắng nè. Rồi comment giùm em nè.
trắng 65.000 luôn. Trắng 65, trắng 65. Ở nước rửa tay còn mấy chị quen không em kia luôn nhá. Rồi tranh thủ lấy đi mấy chị, có hàng đâu nữa mà lấy. Chết mẹ. Ở nước rửa tay Mỹ chưa bán nữa. Nước rửa tay Mỹ về em chưa nói mấy chị biết luôn. Xanh 32 cho chị nào kìa. Xanh 32 nước rửa tay Mỹ đã có hàng. Xanh 32 chị Không Vân. Này mấy chị nhập hàng bây giờ còn cái bọc hàng, còn cái bao đưa đưa nguyên cái bao hàng đây. Rồi trắng 65 chị Cẩm Tú Cầu. Nè mấy chị thấy không? Đây 49 chị Lê Trân. Mỗi màu mỗi mùi. Cái này là đẳng cấp rồi. Cái này là không phải mùa dịch mà xài nữa, mà là xài quanh năm suốt tháng. Dù nó là nước rửa tay khô nhưng nó còn có thêm một công dụng, ngoài khử trùng ra nó còn có khử mùi. Rồi cái mùi của nó cực kỳ sang, bởi vì đây là hàng chính phẩm. Mấy chị hàng Việt Nam của mình thay cũng hay nhập đi tàu la. Cái này là em cho đi đường máy bay từ bữa tới giờ nè, mà nó không cho em bán dưới giá 95 mà em bán mấy chị 79.000, biết cái chữ bay đầu em luôn, tại phá giá. Tại vì nếu mà em bán giá này thì nó khác nào em tự em nói em bán đồ để, em bán đồ nhái. Rồi cái này là em phải chi hàng đó mấy chị, em đợi từ bữa giờ. Nước rửa tay này là 79.000, còn nước rửa tay mà diệt khuẩn á, nước rửa tay mà diệt khuẩn á, hàng Việt Nam của em á, hàng công ty bỏ cho nhà thuốc á, thì là 49.000. Chị nào mua cái nào thì mua nha. Còn cái này để tối em quảng cáo cho. Còn cái sản phẩm này thì ai cũng cần thiết, mấy chị sử dụng cho cả gia đình. Còn cái này mấy chị đi du lịch du lạc thì xài quanh năm suốt tháng. Còn cái này là mấy chị diệt khuẩn em bé này kia nọ, mấy chị sợ nó dị ứng mùi hay là nó không thích mùi gì đó thì mấy chị xài cái này. À, cái này nó nhẹ nhẹ mùi, nó kiểu giống như là Johnson Baby mà nó nhẹ nhẹ cực kỳ nhẹ luôn, giống như mùi phấn vậy đó. Là cái nước trong nha, cái nước trong. Hai cái đều là nước rửa tay khô hết toàn bộ, nhưng mà cái này là hàng Việt Nam 49.000, còn thằng quỷ này là hàng cao cấp, là hàng Mỹ chính thống nha, là 79.000. Chị nào lấy cái nào, hồi nãy định bán có nhớ đâu mà bán, đem để đó rồi đó mà cũng không có thời gian mà bán luôn á. Nè xuống mẫu đi, chị nào lấy thì lấy để tối nay mai em lên hàng cho. Ủa cái trắng còn hàng mà, trắng 65 còn nè. Rồi giờ xong cho cái, xong cái cục này cái đi, thôi đừng có gỡ ra nữa, đủ thứ mùi hết. Rồi xong chưa? Chị Thảo Trần đang so mùi luôn nữa. 35.000 áo sơ mi luôn đi nha. Rồi mấy cái áo này thì hàng này nó bị lẻ hết rồi. Rồi comment giùm em là áo sơ mi 55kg đổ về 35.000. Rồi lên nước rửa tay 49 hoặc là nước rửa tay 79 chị ơi. Mấy chị ghi nước rửa tay không, em biết bán loại nào cho mấy chị đâu. Rồi xong chưa? Áo hồng 49.000 luôn đi. 60kg đổ về áo hồng 49.000. Rút rồi tay 49 chị Minh Trang Võ. Rồi, bộ đồ. Đó hàng bơm nhà em sơ mi 35 cho má Lê Chân. 53-55kg đổ về bộ hồng. Bán mấy chị luôn 45.000. Nước rửa tay 79 chị Nhung luôn. Lê Lê Chân. Rồi, như chưa? Đừng ghi chữ gộp đơn mà mấy chị. Trời ơi, đẹp chưa? Rồi cột cái nơ vô giùm em nhé. Chị nào có gộp đơn em không nhận ba... đơn ạ. À. Mấy chị ghi gộp đơn không biết mà mấy chị muốn gộp cái like nào. Nó không thể để, em giải thích hồi nãy rồi. Rồi hết hồng rồi phải không? Hồng 45. Hồng 5 hết rồi. Rồi xong chưa bộ hồng nước 45. Nước rửa tay chị Xuân Mai. Rồi 55kg đổ về áo riêu thanh lý luôn 59.000. Nè cái này nằm trong cái bộ mà làm mất cái quần của em Thảo rồi, bán mấy chị luôn 35.000. Áo đá 65kg cũng mặc vừa, bán 35.000 đó, bộ đồ em mất đi nhiêu tiền. Rồi comment giùm em áo xanh 35.000, xanh lá 59 cho chị Phong Dân. Nước rửa tay 49 cho chị Ma Danh Mai. Rồi bộ hồng hết rồi mấy chị ơi, rêu em Thảo hết trơn rồi. Áo 35, áo 35 chị Bích Thủy, cái đó là rêu. Rồi áo 35 là áo này cho chị Bích Thủy. Áo trắng bán luôn 35.000, 55kg đổ về áo trắng 35.000, ghi mã áo trắng 35 giùm em. Rồi ba lỗ bán mấy chị luôn 29.000 luôn, cũng giống vậy luôn. 53-54kg đổ về, comment giùm em ba lỗ 29.000. Rồi hai cái BT, cái này cái gì đây? 35 hết hàng rồi. Mấy trắng 35 chị Hoàng Liên. Trắng 35 chị Hoàng Liên. Một cái áo dây. Mà áo dây này để cho Như lấy nó mặc làm mẫu nè. Được dây ha.
thôi mà bán luôn đi. Về nhà em lột cho một mớ dây biết của em để cả đống dây. Dây đen bán mấy chị 45.000 luôn. Dây đen này là hàng cao cấp ha. Rồi dây đen 45.000. Ba lỗ 29 đó chị Lily. Rồi ok. Rồi tiếp theo dây đen 45.000 55 kg. Rồi áo BT nè, ai chụp nhanh BT là hơn nè. BT mà nằm trong cây xả em chơi luôn. 57 58 kg đổ về BT 49.000. So bóp mai em bán cho. So bóp mai bữa nào em bán em kia một ngày em bán cho. Rồi đưa dây trong áo ngực luôn đi cho bà nào không đủ đơn bảo gom lại luôn đi. Rồi dây trong áo ngực ạ. Dây trong áo ngực 2 dây 15.000. Dây 45. Chị Xuân Nguyễn. BT Hồng 49 cho chị Heo Sumo. Rồi hết rồi. Hồng 49 cho chị Phong Vân. Rồi hết rồi, nó có 2 cái BT Hồng thôi. Đôi cái áo xám này chị, cái sơ mi mặt to áo xám. Dây áo ngực 2 dây 15.000. 2 dây như thế này nè, 2 cặp á. Dây áo ngực 15 là ghi được, hoặc là dây trong 15 là nó biết để 2 sợi vô cho. 2 bịch, 2 sợi là đeo có 1 cặp thôi. Rồi, tặng cái áo xám cho mấy bả cho vui cửa vui nhà. Mấy chị cái bên là dây áo 15 rồi em đi mấy chị ơi. Rồi, lên áo xám mà. Cuối live stream kiếm cái gì tặng cái coi. Chị cần comment dây áo 15 là được rồi chị Xuân Thảo ơi. À, mấy chị ghi cái nào cần ghi dài mấy chị ghi ngắn, còn cái nào cần ghi ngắn mấy chị ghi dài lắm. Dễ thương lắm. Phượng Xuân nước rửa tay 49 nè. Nghe cái gì vậy đấy? Rồi xong chưa? Áo xám mặt to sơ mi mặt to là hàng gì mấy chị? Rồi tặng mấy chị cuối live stream 53.000. Rồi xong chưa? Duyên Nguyễn thêm một chai dầu gội bưởi. Rồi chị Duyên Nguyễn nhận cái comment đó đi, nó còn thì nó để cho chị Duyên Nguyễn ơi. Bây giờ chị mua cùng gội bưởi hay là mua gội collagen á? Thì cứ ghi vậy đi, dầu collagen hình như cũng hết còn, hàng rồi. Còn collagen. Trời làm gì còn hoài vậy trời. Hồi bữa kêu còn 5-7 bộ, 5-7 chai giờ. Cover hả, so bóp nha, chốt đơn. Ôi mai mua chị ơi, mai mua thì em bán cho mấy chị được cá 39, bây giờ chị lấy là 45. Hai chai dầu dừa cho chị xong sinh. Sơ mi 53 chị Huyền Trân. Đó, tặng lớn chưa, tặng một cái. Nè cái đầm em mặc nhớ mặc được nhiều kiểu nha mấy chị nha. Đầm em Thảo mặc được nhiều kiểu lắm luôn á. Thôi comment. Em dầu gọi bữa em chỉ nhận tạm thôi, chứ em không biết còn hàng hay không. Bởi vì bên em chưa có phân dạ, đơn không ghi xong nha, chị Phan thì cái miếng ơi. Và rất nhiều khách hàng người ta đang sử dụng, buộc lòng người ta phải có hàng để người ta sử dụng lâu dài. Nên em không bán cho khách mới đó, nên em chỉ nhận một số đơn. Mấy chị biết rồi, do quá trình vận chuyển bây giờ nó khó khăn hơn, chứ không phải nó không có hàng, nó không có đứt hàng đâu. Nên em tạm thời em ưu ái cho khách quen của em chứ cái đã. Ý là em có hàng nhưng mà em chưa bán được. Rồi, không lẽ người ta đang sử dụng vừa gọi bữa chứ giờ phải đứt hàng cho người ta. Chị mua thì chị comment đi chị Duyên Nguyễn ơi. Rồi bây giờ bờ bữa cho chị đi. Rồi, không hết bữa thì để collagen cho tụi nó biết. Một trong hai cái đó. Nếu mà vô một hết bữa thì để collagen. Nói chung là hàng thì không phải là hết hàng, nhưng nó không có về đều được thôi. À, giờ vận chuyển cũng khó khăn rồi, không phải vận chuyển khó khăn mà bây giờ gần như cái gì người ta cũng chẳng dám quan hệ với người khác hay sao. Em thấy giao lưu nó cũng chậm chạp hơn, giờ thậm chí nhiều cái nhắn tin còn không được. Khung cột tóc còn hết rồi, cột tóc của tôi như còn nè, cột tóc này nó còn 20.000 ba con á mới còn. Cột tóc của ông Thảo nè là còn một chai dầu dừa chị Phượng Xuân luôn. Cái dầu dừa nó chứng quần nghiệt không? Nít màu dừa bà nội ơi. Bây giờ là phải đi lấy chai về chiết mấy tiếng hồ mới xong, chiết lâu như ma. Làm thủ công mà, tại vì này là đồ gia đình, nhưng mà em lấy về em bán. Trong đó em lấy về em kêu mợ em thắng rồi xong em chia ra chai nhỏ. Tôi đầm đầy, mai đi bà nội ơi, tối nay cũng được. Mà chắc tối em lên hàng xã cho vui, tối mạng bên em kém lắm. Cột tóc 20 chị Cẩm Tú Cầu. Cột tóc loại này á, nó béo á. Em đeo nè, đeo mút chỉ mùa thu. Giờ trong phòng em chắc phải tầm 50 cái. Em đeo cái em giục, cái mấy cái mớ em đeo cái em giục. Bữa ông làm một cột. Ờ, quá trời quá đất luôn. Để mà xài. Ở bển thì còn cái ông nu.
Mà để bà mặc luôn đi, không ai thấy không? Thôi bye bye, hẹn gặp lại. Lai 2 tiếng dữ rồi. Cảm ơn mấy chị hôm nay đã ủng hộ em Thảo nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Nước màu cho chị hai chai cho chị Kim Phạm Yến. Cột tóc cho chị Kim Hương Nguyễn. Cột tóc cảm tôi cậu có rồi, bà cô già. Cột tóc cho chị Thảo Nguyễn. Một chai nước rửa 49. Hãy ghi chữ gộp đơn mới chịu. Có chữ gộp đơn em không nhận đơn nha chị ơi. Đừng có ghi chữ gộp đơn mà. Mà sao cứ phải ghi chữ gộp đơn mới chịu vậy? Cái like của em nó khác là bởi vì cái like của em nó khác cái like người ta là như vậy. Là bởi vì nó đã có thông báo rồi là hệ thống nó sẽ lên. Mấy chị ghi như vậy em nó không gộp được. Trời ơi là trời. Ví dụ như hôm qua nha, em nói nha, tại vì hôm qua là em hứa làm gộp với hôm nay nên là mấy chị mới dính được đơn hôm qua, còn không là mấy chị dính từ tối hôm qua cho tới bây giờ thôi, còn đơn trưa hôm qua lại dính với cái đơn hồi hôm kia nữa kìa. Mấy chị ghi đợt đơn hôm qua em cũng không gộp được, chứ không phải là không muốn. Nói chung nó cũng không ảnh hưởng gì tới nhà em, nhưng mà nó lại khó lên đơn. Và cái thứ hai là nó nhiều khi á em cũng không biết mấy chị muốn nói muốn gộp cái like nào. Mà em ghi như vậy xong nhân viên em nó đi kiếm đơn mấy chị là thục lưỡi luôn. Đấy. Em điện cho chị thì em cứ điện cho mọi người đi, em cứ điện số 711 em nói chứ giờ tự nhiên nói chị chứ cứ giải quyết ở trên đó nó sẽ gỡ bơm ra cho em, nếu mà cái lý do chính đáng thì người ta sẽ gỡ bơm cho em. Chứ một ngày biết bao nhiêu người không nghe mấy làm sao chị nhớ được tên ai với tên ai, không bảo không nhớ nổi. Rồi thôi nha, nghỉ nha. Cảm ơn mấy chị, chào tạm biệt.